Kính thưa quý vị và các bạn, bữa nay chúng ta đi tiếp phần bài học kỳ vừa rồi. Cũng như những lần trước, thì trước khi đi vào bài học chính thức, thì tôi xin trình bày cái toa châm của Bộ Y tế Việt Nam. Kỳ này thì nói về bệnh phổi. Thì chúng ta cũng có ba phần căn bản. Thứ nhất là nói về các triệu chứng bệnh. Thứ hai là nói về các huyệt có tính cấp cục bộ. Và thứ ba nói về các huyệt ngũ du. Thì bây giờ chúng ta theo dõi xem là bệnh phổi, cái toa châm này của Bộ Y tế. Thì đây là tôi tổng gom tất cả các toa châm của từng phần một vào cái phần mà chúng ta tham khảo kỳ này. Thì bệnh phổi, các những cái huyệt mà đã được ghi trên bảng này đó thì chữa được rất nhiều chứng bệnh liên quan đến phổi. Chúng ta xem ho, mai hạch khí, ho kéo dài lâu ngày, ho hen, ho xuyến, ho gà, hư lao, ho hắn, ho phong đàm, ho nhiều đàm, hầu kêu, nhổ bọt nhiều, ho ra máu, viêm phế quản mãn tính, viêm phổi, sưng phổi, giãn phế quản, sốt huyết, giãn phế quản, lao phổi, xuyễn ngực, hen xuyễn, hen phế quản, gầy mòn, khí xuyễn, hen xuyễn, co thắt khí quản, giải cơn xuyễn, trị hen xuyễn, dùng để dứt đau, mổ, cắt phổi, vân vân. Đây là những cái triệu chứng bệnh do bệnh phổi gây ra. Tiếp theo là các huyệt mà có tính cách cục bộ, chúng ta xem gồm có các huyệt thiên độ, chim trung, phế du, phù độ, đực xuyễn, đại trùy, tứ phùng, thanh trụ, phong môn, chí dương, quang nguyên, trung xuyễn, cao hoang du, bắc lao, kiên trung du, trung quản, trung phủ, thận du, phế nhiệt huyệt, kết hạch điểm, đại trùy thấu, kết hạch điểm, hoa cái thấu toàn cơ, phế du thấu thiên trụ, chim trung thấu ngọc đường hoặc là hoa cái, định xuyễn hoặc ngoại định xuyễn, xuyễn tức toàn cơ, khí hải, thượng cử hư, tam dương lạc, châm chết thấu khích môn. Thì đây là huyệt cục bộ. Ở trong huyệt cục bộ thì chúng ta thấy có một số các nét chính như sau. Thì những cái huyệt mà tôi gạch dưới, nó có tính cách mộ huyệt và bối du huyệt. Nha. Thí dụ như chim trung, phế du, quang nguyên, cao hoang du, kiên trung du, trung quản, trung phủ, thận du. Thì những cái mộ huyệt và bối du huyệt này thì trong sách ngũ hành cổ huyệt có nói rõ là chỉ khi nào mà đau thì bối du huyệt hoặc là mộ huyệt nó có phản ứng đau, như trường hợp như bệnh xuyễn, bệnh ho vân vân. Thì khi mà người bệnh đau thì nơi các mộ huyệt hoặc bối du huyệt đó có cảm ứng đau tức khó chịu thì người ta sử dụng những mộ huyệt và bối du huyệt này. Tuy nhiên đối với lục khí của chúng ta nó chỉ là huyệt a thị, huyệt cục bộ mà thôi. Cho nên quý vị, tôi lướt qua, tôi không có giảng về vị trí cũng như là các mộ huyệt hoặc là bối du huyệt của các đường kinh nó tụ ở đâu. Đối với chúng ta không cần thiết nha. Thế thì nhìn chung như vậy thì chúng ta thấy rằng thì là những cái toa châm này nó có tính cách đi vào mộ huyệt và bối du huyệt nhiều. Tuy nhiên nó có những cái điểm là các huyệt xuyên huyệt, tức là đại trùy thấu kết hợp điểm, hoa cái thấu toàn cơ, phế du thấu thiên trụ, chiên trung thấu mặt đường hoặc hoa cái, rồi tam dương lạc châm chết thấu khích môn. Thế thì những các huyệt mà châm xuyên như vậy, châm thấu như vậy thì tôi đề nghị là quý vị đừng có quan tâm, không cần thiết. Những quý vị nào mà dùng kim châm thì không có nên áp dụng theo cái dạng này, nó nguy hiểm cho người bệnh lắm nha. Rồi bây giờ chúng ta xem qua cái huyệt ngũ du.
Đối với huyệt ngũ du thì chúng ta xem có huyệt chiếu hải, hợp cốc, thiếu thương, liệt khuyết, khổng tối, phong long, nội quan, thái huyên, dũng tuyền, thái khê, khúc trì, túc tâm lý, côn lôn, túc lâm khóc, âm lâm tuyền, thần môn, khích môn và xích trần. Thì đây là huyệt ngũ du. Thế thì thưa quý vị, là bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích đưa huyệt ngũ du vào trong cái bộ mặt của chúng ta. Sau đó rồi chúng ta cùng thảo luận những huyệt ngũ du này nó liên quan như thế nào đối với bệnh ho mà chúng ta cùng thảo luận ngày hôm nay. Thì trước hết tôi xin phép bôi cái này đi nhé. Phần tài liệu quý vị đã có rồi, thành ra đâu có biết gì đâu, mình chưa nhất này. Tôi thử qua bôi thì nhất chỗ khác cái này. Thì làm mình mất công thì nhất chi rồi tôi bôi. Rồi bây giờ nha, bây giờ tôi xin vẽ cái bộ mặt này ra. Sau đó rồi đưa huyệt của ngũ du vào. Chúng ta có bộ hỏa, dương của nó là vị, âm của nó là tâm bào lạc. Về bộ kim, dương của nó là bằng quang, âm của nó là phế. Về bộ thử, dương của nó là đởm, âm của nó là tâm. Về bộ thổ, dương của nó là đại trường, âm của nó là tỳ. Về bộ mộc, dương của nó là tam tiêu, âm của nó là can. Về bộ thủy, dương của nó là tiểu đường, âm của nó là thận. Nào bây giờ từng bước một chúng ta đưa huyệt vào. Trước hết là huyệt chiếu hải. Huyệt chiếu hải là huyệt hội của kỳ kinh bắc mạch, nó thuộc về âm kiều, nó nằm ở trên kinh thập. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy có huyệt chiếu hải ở trên kinh thập. Tiếp theo là chúng ta có huyệt thập cốc. Huyệt thập cốc là huyệt chủ trị về đầu mặt ở trên kinh đại trường. Tiếp theo là huyệt thiếu thương. Huyệt thiếu thương là tấn huyệt ở trên kinh phế. Tiếp theo là huyệt liệt khuyết. Huyệt liệt khuyết là huyệt lạc ở trên kinh phế. Tiếp theo là huyệt khổng tối. Huyệt khổng tối là huyệt khích ở trên kinh phế. Tiếp theo là huyệt phong long. Huyệt phong long là huyệt lạc ở trên kinh vị. Tiếp theo nữa chúng ta có huyệt nội quan. Huyệt nội quan là huyệt lạc ở trên kinh tâm bào lạc. Tiếp theo nữa chúng ta có huyệt thái huyên. Huyệt thái huyên là huyệt du hay là huyệt nguyên đối với ngũ hành ở trên kinh phế. Tiếp theo nữa chúng ta có huyệt dũng tuyền. Huyệt dũng tuyền là tấn huyệt ở trên kinh thận. Tiếp theo nữa chúng ta có huyệt thái khê. Huyệt thái khê là du huyệt ở trên kinh thận. Tiếp theo nữa chúng ta có huyệt khúc trì. Huyệt khúc trì là huyệt hợp ở trên kinh đại trường. Tiếp theo nữa chúng ta có huyệt túc tâm lý. Huyệt túc tâm lý là huyệt hợp nằm ở trên kinh vị. Tiếp theo nữa chúng ta có huyệt côn lôn. Huyệt côn lôn là huyệt kinh huyệt ở trên kinh bằng quang.
xong nữa chúng ta có huyệt túc lâm khấp. Túc lâm khấp là du huyệt ở trên kinh đởm và đồng thời nó là huyệt hội của kỳ kinh bắc mạch. Mạch gì? Đới. Mạch đới. Tiếp theo nữa chúng ta có huyệt âm lăng tuyệt. Huyệt âm lăng tuyệt là huyệt hợp ở trên kinh tỳ. Tiếp theo nữa chúng ta có huyệt thần môn. Huyệt thần môn là huyệt du ở trên kinh tâm. Nó chính là nguyên huyệt ở trong ngũ hành. Tiếp theo nữa chúng ta có huyệt khích môn. Huyệt khích môn là huyệt khích ở trên kinh tâm bồ đề. Tiếp theo nữa chúng ta có huyệt xích trạch. Huyệt xích trạch là huyệt hợp ở trên kinh tế. Phải không ạ? Rồi, như vậy là chúng ta đưa huyệt ngũ du vào ở trong bộ mặt của chúng ta. Thế thì quý vị nhìn thử xem các huyệt mà đưa vào chúng ta có một cái nhìn như thế nào đối với bệnh ho như thế này ở trong ngũ hành cổ huyệt đã đề ra. Trước hết là chúng ta thấy cái huyệt mà nhiều nhất là huyệt nằm ở trên kinh nào? Kinh phế. Tức là bệnh ho nó liên quan đến phổi và huyệt nó được sắp xếp và được chọn lựa nhiều ở trên kinh phế, điều đó là dĩ nhiên. Rồi, cái huyệt mà nó liên quan đến kinh phế đó, tức là bệnh ho đó, chúng ta thấy nó được sắp xếp thêm kinh nào nữa ở trong ngũ hành? Chúng ta thấy nha, phế ở trong ngũ hành người ta sắp xếp như thế này. Phế thuộc kim, thì phế nó liên hệ biểu lý đến đại trường. Ở đây đại trường có xài không? Có. Ở trong đại trường thì người ta thấy luôn luôn các huyệt mà được ưa nhất, sử dụng nhất đó là huyệt hợp cốc đi với khúc trì. Cái đó là nhìn chung hầu như các toa nếu mà đưa đến cái huyệt mà sử dụng trên kinh đại trường thì hầu như là huyệt hợp cốc nó đi với khúc trì nhiều hơn. Mà khi mà thấy cái khúc trì mà xuất hiện thì thường là có huyệt túc tâm lý nó đi kèm. Nó lạ như vậy á, không biết tại sao. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo chúng ta thấy kim thì nó sanh gì? Sanh thủy. Như thế thì chúng ta thấy thủy của nó chính là hai kinh nào? Thận và kinh thận bằng quang, biểu lý thuộc thủy. Thì chúng ta thấy có kinh thận, có kinh bằng quang, tức là bình thuộc kim thì nó giúp cho kim sanh thủy nha. Giống như là bị nhiệt, bị nóng ở tại kim thì giải nhiệt, giải nóng đó thì người ta sử dụng kim sanh thủy. Do đó cho nên kinh thận và kinh bằng quang được sử dụng đến. Mà chúng ta xem ở đây kinh thận và kinh bằng quang, huyệt nào được sử dụng nhiều ở tại kinh nào? Thận và bàng quang đó. Ở trên kinh thận có 3 huyệt, đó là huyệt chiếu hải, huyệt dũng tuyền và huyệt thái kê. Ở trên kinh bàng quang chỉ có một huyệt côn lôn thôi. Như vậy là người xưa người ta chú trọng âm nhiều hơn dương, tức là kim, sông thủy, thì người ta sử dụng tại kinh thận nhiều hơn là ở tại kinh bàng quang. Rồi, một cái điểm đặc biệt mà quý vị lưu ý khi quý vị xem các toa châm mà nó liên quan đến các kinh thì thông thường là người xưa hay chú ý đến huyệt nguyên. À, lưu ý chuyện đó. Rồi, bây giờ ở trong ngũ hành thì kim khắc cái gì? Kim khắc mộc. Kim khắc mộc, mà ở đây mộc của nó là can
lại không có huyệt nào hết. Chúng ta đã biết là cái lý luận của ngũ hành là cái khắc mộc, mà để chữa cho kim tức là người ta cũng phải sử dụng mộc để mà nó ổn định cho kim. Đằng này ở đây người ta chỉ sử dụng kim sanh thủy mà không nói đến khắc của nó. Tuy nhiên mộc của nó chúng ta có trong ngũ hành có biểu lý tức là can đởm, mà ở đây can không đụng tới thì đởm người ta dùng tới nha. Ở đây kinh đởm người ta sử dụng túc lâm khắp. Tôi hỏi quý vị ở đây túc lâm khắp nó có giá trị gì đối với việc ngũ du, tức là việc ngũ hành. Người ta sử dụng túc lâm khắp này, cái dụng ý của nó có phải là du huyệt hay không? Nó chính là kỳ kinh bát mạch ở trong ngũ hành cổ huyệt người ta dùng tới. Lý do gì? Lý do là ở trên kinh thạch có huyệt chiếu hại, mà đồng thời ở trên kinh đởm người ta sử dụng huyệt túc lâm khắp. Đây là huyệt có giá trị của kỳ kinh bát mạch đối với bệnh này, chứ người ta không sử dụng ở kinh đởm, nó chính là du huyệt nha. Quý vị thấy cái nét này nha. Rồi bây giờ một cái nét nữa, chúng ta thấy cái gì khắc kim? Kim khắc mộc rồi. Bây giờ trong ngũ hành chúng thấy cái gì khắc kim? Hỏa khắc kim. Như thế thì ở trên kinh hỏa chúng ta có cái gì? Trong ngũ hành hỏa nó có hai, một là tướng hỏa, hai là quân hỏa. Như thế thì hỏa khắc kim ở đây, người xưa người ta dùng cái hỏa nào? Giữa tướng hỏa hay là dùng quân hỏa để ổn định cho cái kim? Chúng ta thấy kinh tâm có không ạ? Kinh tâm có. Như vậy là thần môn được lôi ra. Mà thần môn ở đây nó có giá trị gì? Nguyên huyệt hay là du huyệt? Nguyên huyệt. Người ta sử dụng thái khê là nguyên huyệt, người ta sử dụng thần môn là nguyên huyệt. Phải không ạ? Mà tâm thì đi với tiểu trường là biểu lý, mà tiểu trường lại không có huyệt. Như thế người ta dùng âm, người ta dùng cái hỏa thuộc kinh tâm, nó điều chỉnh, nó khắc cho cái kim. Rồi đến qua tâm bồ lạc. Tâm bồ lạc thì người ta có hai huyệt. Cái điểm đặc biệt của nó là lạc huyệt và khích huyệt. Ở đây chúng ta thấy huyệt nội quan ở đây nó có giá trị lạc huyệt trong ngũ du huyệt hay là huyệt gì nào khác? Huyệt nội quan là huyệt hội của kỳ kinh bát mạch. Hội mạch gì? Âm duy. Âm duy nội quan. Thì chúng ta thấy huyệt nội quan ở đây không phải là huyệt lạc, mà là huyệt kỳ kinh bát mạch. Như thế thì tóm lại ở đây là người xưa người ta sử dụng huyệt kỳ kinh bát mạch nhiều hơn để điều chỉnh cho bệnh ho, bao gồm hỏa khắc kim, tức là huyệt nội quan. Rồi túc lâm khắp nó thuộc về kim khắc mộc đó, thì nó đưa huyệt túc lâm khắp vào huyệt kỳ kinh bát mạch. Rồi huyệt chiếu hải, để chúng ta có xem có cái huyệt nào nó thuộc về kỳ kinh nữa hay không. Có huyệt liệt khuyết phải không ạ? Huyệt liệt khuyết tức là hội của mặt nhâm. Phải không ạ? Huyệt hội của mặt nhâm trong kỳ kinh bát mạch. Bây giờ chúng ta lại xét xem là ở trong ngũ du huyệt có huyệt liệt khuyết này nó là phải là huyệt hội của kỳ kinh hay không? Muốn xét xem cái huyệt này có phải là huyệt hội của kỳ kinh hay không thì chúng ta phải xét xem cái biểu lý của nó. Ở đây là phế, biểu lý của nó là kinh gì? Kinh đại trường. Ở trên kinh đại trường có huyệt nguyên không? Có. Có huyệt nguyên. Có huyệt hợp cấp. Như vậy thì huyệt liệt khuyết này là huyệt lạc hay là huyệt hội của kỳ kinh? Nguyên huyệt của kinh dương nó đi với lạc huyệt của kinh âm. Như thế thì đây nó chính là huyệt lạc. Nó giải quyết cái ứ, cái trệ ở tại kinh kinh phế nha. Thái Nguyên đi theo thầy. Rồi khoan, nếu như Thái Nguyên này thì... quý vị nên nhớ rằng nếu Thái Nguyên này
mà nó đi với huyệt lạc của kinh đại trường, tức là nguyên huyệt của kinh âm đi với lạc huyệt của kinh dương. Nếu ở trên kinh đại trường này mà có huyệt thiên lực thì lúc bây giờ huyệt thái uyên này nó chính là huyệt nguyên, nhưng ở đây nó không có huyệt lạc của kinh đại trường thì thái uyên này nó thuộc về huyệt gì? Huyệt vô huyệt của kinh phế, chứ không phải là huyệt nguyên của kinh phế. Quý vị nhớ cái đó. Nói lên cái điều này chúng ta thấy là ở trong ngũ hành, người xưa người ta sử dụng bệnh tại phế, người ta sử dụng huyệt nhiều nhất. Trong đó có huyệt khích, có huyệt lạc, mà ở đây rõ ràng là huyệt lạc nha, bởi vì nó đi với hợp cốc, nó làm giảm cái áp lực ở tại phế nó đang bị ứ, bị trệ, thì người ta sử dụng nguyên của kinh dương đi với lạc của kinh âm để giải quyết. Mà ở đây chúng ta lại thấy nó có huyệt nguyên của kinh phế, thế thì chúng ta phải xem lại cái kinh đại trường có huyệt lạc hay không. Nhưng nếu không có huyệt lạc thì cái này nó chỉ là du huyệt mà thôi. Quý vị thấy rõ cái phần này, thì chủ yếu của cái toa này trong ngũ hành là giải quyết cái anh phế mà nó đang bị bệnh. Mà giải quyết theo cái lối này, chúng ta thấy nó có những cái điểm gì đặc biệt. Thứ nhất là người ta sử dụng kim sanh thủy nhiều hơn. Rồi kim khắc mộc thì người ta theo lẽ ra là sử dụng âm, người ta không có huyệt ở trên kinh can, người ta chỉ có huyệt ở trên kinh đởm. Mà trên kinh đởm thì người ta chỉ có huyệt kỳ kinh, nó không phải là du huyệt nữa mà nó là kỳ kinh bắt mạch. Rồi ở trên kinh thận có huyệt kỳ kinh. Chúng ta thấy cái lối lý luận của ngũ hành ở đây, người ta lại sử dụng hỏa khắc kim. Mà hỏa ở đây nó có hai kinh hỏa, tức là kinh tâm bồ lạc. Trong cái đó tâm bồ lạc và tâm tiêu thuộc hỏa, mà người ta lại dụng tâm bồ lạc, không dụng huyệt ở trên kinh tâm tiêu. Rồi tâm tiểu trường cũng thuộc hỏa, người ta sử dụng ở trên kinh tâm mà không có huyệt ở trên kinh tiểu trường. Như thế thì chúng ta thấy ở trong ngũ hành nó có cái vẻ không đầy đủ, thiếu sót. Thế thì nhiệm vụ của lục khí của chúng ta là phải bổ sung để cho quân bình. Quý vị nắm cái phần của ngũ hành chưa? Chúng ta thấy nó có nhiều huyệt của ngũ hành đó, nhưng mà phân tích ra thì nó bao gồm ở cái dạng phế là chủ kinh nha, rồi yểm trợ cho phế thì là chúng ta có kim sanh thủy, rồi thổ sanh kim. Ở đây trên kinh tỳ nó có huyệt ở thuộc thổ sanh kim, thì nó chỉ có mỗi huyệt âm thanh quyền mà thôi. Chúng ta thấy nó có cái thiếu gì đó mà ngũ hành không giải quyết được cái vấn đề này. Thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta là lục khí, chúng ta phải quân bình. Chúng ta quân bình lại cái toa này trong lục khí để đưa vào, để chúng ta là thấy sáng rõ về cái bệnh của phổi nha. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta quân bình. Thì việc đầu tiên là quý vị hãy quân bình huyệt lạc hết trước cái đã. Lúc bây giờ chúng ta mới đi tiếp. Trước hết chúng ta xét xem là sử dụng ở tại đại trường đi. Đại trường và kinh tỳ không có huyệt lạc hết. Ở bên đởm và tâm không có huyệt lạc hết. Rồi vị và tâm bào có huyệt lạc, có huyệt thích hay không? Có. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu phân bình. Huyệt phong long là huyệt lạc ở trên kinh vị. Thế thì vì tôi lưu ý quý vị là tất cả các kinh âm và kinh dương ở đây giữ nguyên không thay đổi nha. Chúng ta thêm là chúng ta thêm ở tại nơi này trước. Như vậy là ở đây là trên kinh vị có huyệt phong long, thì ở trên kinh tâm bào phải có huyệt lạc, đúng không? Như thế thì phong long ở đây thuộc lạc, thì ở kinh tâm bào có huyệt lạc. Xong có phần này chưa? Rồi ở trên kinh tâm bào lạc có huyệt gì? Có huyệt khích môn, tức là khích huyệt của trên kinh tâm bào, thì ở trên kinh vị
phải châm thêm một kích để cho nó quân bình thông kinh. Như vậy là khách huyệt của kinh vị là huyệt lương khư. Rồi, huyệt lương khư này là quân bình với anh khách môn. Quý vị thấy như thế chỗ này chưa? Rồi, khi sử dụng lạc và khích ở tại một kinh thì quý vị nên sử dụng huyệt gì nữa? Chiếu hải và thân mật. Ở đây chúng ta có huyệt chiếu hải rồi thì chúng ta thêm huyệt thân mật. Quý vị đồng ý chỗ này chưa? Xong chưa? Rồi, ở cái phần hỏa xong rồi thì bây giờ chúng ta qua phần thủy. Vì ở đây có huyệt lạc và khích của vị và tâm bào thì ở trên này người ta sử dụng kinh thật, kinh tiểu trường không nói tới nha. Thì chúng ta sử dụng ở trên kinh thật thì lạc huyệt và khích huyệt ở trên kinh thật nha. Nó là huyệt gì? Lạc huyệt của thật là đại trung, khích huyệt của nó là thủy tuyền. Quý vị lưu ý chỗ này. Người xưa người ta sử dụng kinh thật, không sử dụng kinh tiểu trường. Chúng ta không sử dụng kinh tiểu trường mà chúng ta thêm huyệt ở tại kinh thật để cho nó thông với nhau. Nếu như chúng ta sử dụng kinh tiểu trường được hay không? Được. Ở trên kinh tiểu thường trường ở đây chúng ta sử dụng hai huyệt gì? Chi chánh và dưỡng lão, tức là hai huyệt là khích. Không có hai huyệt lạc khích ở kinh tiểu trường được không? Được. Nhớ nha. Nhưng mà bắt buộc là ở đây có khích thì ở đây phải có khích. Ở đây có lạc là ở đây phải có lạc. Thông cái này chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem có huyệt lạc khích ở đây không nha. Rồi. Bây giờ ở đây chúng ta ở trên kinh Vàng Quang không có huyệt lạc khích. Mà trên kinh Phế có huyệt lạc là liệt khuyết và huyệt khổng tối là huyệt khích của kinh Phế. Như thế thì chúng ta phải quân bình giữa cái cặp này. Trên kinh Bàng Quang nó có huyệt thì ở trên kinh Phế cũng phải có hai huyệt tại kinh Bàng Quang để nó quân bình là khích. Ở đây chúng ta có liệt khuyết và khổng tối thì ở trên kinh Bàng Quang phải có huyệt lạc và huyệt khích. Bàng Quang lạc của nó là phi dương, khích huyệt của nó là kim môn. Quý vị thông chỗ này chưa? Rồi, ở đây có hai huyệt là khích của Phế và hai huyệt là khích của Bàng Quang. Bây giờ ở bộ kim xong, bây giờ chúng ta qua cái anh tam tiêu và can. Rồi, bây giờ giữa tam tiêu và can, quý vị sẽ sử dụng kinh nào? Ở trong huyệt ngũ du không có huyệt ở tại kinh tam tiêu và can. Bây giờ lục khí của chúng ta quân bình. Nếu chúng ta sử dụng nhiều huyệt, thì chúng ta sử dụng luôn tam tiêu và can. Nhưng nếu chúng ta sử dụng ít huyệt đi thì giữa tam tiêu và can chúng ta chọn anh nào? Can. Tam tiêu được không? Được. Can được không? Được. Ok. Trong lục khí chúng ta thoải mái lắm. Sử dụng can cũng được mà sử dụng tam tiêu cũng được. Sử dụng can là chúng ta cũng muốn cho nó thông với động. Sử dụng tam tiêu là muốn cho nó thông với lệ tâm một lạc. Là nó ứng qua bên ngũ hành. Quý vị thấy chỗ này không? Ok. Thì bây giờ chúng ta sử dụng, quý vị muốn sử dụng tam can hay là tam tiêu? Được rồi, thôi giờ quý vị sử dụng can đi nhé. Can, để nó ứng qua với đợm. Ở trên kinh can chúng ta sử dụng huyệt lạc và huyệt khích. Lạc huyệt của kinh can là lấy gấu, khích huyệt của nó là trung đô. Giảm bớt huyệt, chúng ta không sử dụng huyệt tam tiêu, trên kinh tam tiêu. Xong được khích, xong lạc khích chưa? Xong rồi phải không ạ? Chúng ta xem có huyệt lạc khích nào cần phải điều chỉnh không?
Xong. Tiếp theo chúng ta điều chỉnh cái nào? Tĩnh kinh âm và hợp kinh dương. Nhớ nha. Chúng ta có huyệt khúc trì. Huyệt khúc trì là huyệt hợp ở trên kinh đại tràng. Thì nó phải liên quan đến cái âm tâm. Thủ với thủ. Như thế thì chúng ta sử dụng tĩnh của kinh tâm. Tức là huyệt thứ xung. Huyệt thứ xung này nó quân bình với huyệt khúc trì. Khi chúng ta sử dụng thiếu xung ở đây, chúng ta phải coi cái hành của nó. Hành của kinh tâm, tĩnh của kinh tâm hành gì? Mộc. Như vậy nó liên quan đến là mộc. Như thế thì nếu chúng ta sử dụng kinh can, thì chúng ta đưa cho nó để nó quân bình với anh tĩnh của kinh tâm, tức là huyệt thiếu xung. Thì ở trên kinh can chúng ta sử dụng huyệt hành gì? Hành thử. Thử huyệt của can là huyệt huyệt hợp khúc. Khúc tuyền. Huyệt khúc tuyền này là nó quân bình với huyệt thiếu xung. Quý vị đồng ý chưa? Chúng ta xem còn huyệt nào huyệt hợp nữa hay không. Huyệt hợp chúng ta có qua bên cái anh kinh vị, tức là huyệt túc tâm lý. Huyệt túc tâm lý là huyệt hợp ở kinh vị, thì nó túc, nó phải liên quan đến túc. Như vậy là trên kinh thận chúng ta có huyệt tĩnh. Tĩnh của kinh thận tức là dũng tuyền. Dũng tuyền có chưa? Có rồi. Khi huyệt dũng tuyền này nó quân bình với huyệt túc tâm lý, thì chúng ta phải xét xem huyệt dũng tuyền này hành gì để nó quân bình cái hành của nó luôn. Dũng tuyền hành thử. Như vậy là chúng ta phải có ở trên kinh thử. Ở đây huyệt dũng tuyền là nằm ở trên kinh thận, mà tại bộ thử chúng ta có hai kinh. Như thế thì chúng ta nên có hai huyệt hành thủy của hai kinh này. Chúng ta chọn kinh đởm, thủy huyệt của kinh đởm, tức là huyệt dương phủ. Ở trên kinh tâm, thủy huyệt của nó là huyệt hợp, tức là huyệt thiếu hại. Huyệt dũng tuyền nó quân bình hai huyệt, đó là huyệt dương phủ và huyệt thiếu hại. Xong huyệt túc tâm lý rồi phải không ạ? Chúng ta qua kinh dương. Kinh dương có huyệt hợp không? Bằng quang không có. Rồi kinh đởm có huyệt hợp không? Không có. Được chưa? Như vậy là chúng ta xong tĩnh kinh âm và hợp kinh dương. Chúng ta còn huyệt hợp, huyệt tĩnh không? À, có huyệt thiếu thương thưa quý vị. Có huyệt thiếu thương. Huyệt thiếu thương là huyệt tĩnh của kinh phế. Như thế thì nó phải liên quan đến tâm tiêu. À, bây giờ cái anh tâm tiêu này bắt đầu xuất hiện. Không à, mình cũng muốn loại bỏ đi cho nó bớt huyệt, mình mới chọn kinh can. Bây giờ huyệt tĩnh thiếu thương nó lại lớn qua bên ở trên kinh tâm tiêu. Như vậy là huyệt hợp của kinh tâm tiêu là huyệt thiên tĩnh. Đến đây chúng ta mới bắt đầu, chúng ta có thể là loại bỏ ở trên kinh can đi. Chúng ta đưa huyệt kinh can lên trên kinh tâm tiêu để chúng ta loại bỏ bớt huyệt, hoặc là thêm huyệt ở trên kinh tâm tiêu cho nó quân bình. Chúng ta thấy huyệt lây cấu tức là huyệt lạc của kinh can. Như vậy là chúng ta thêm huyệt lạc của kinh tâm tiêu, tức là huyệt ngoại quan. Chúng ta bỏ huyệt lây cấu đi nha. Chúng ta bỏ giữ cũng được, nhưng mà bỏ bớt để chúng ta ít huyệt lại. Hả? Bỏ trung đô, sao thầy bỏ này đâu? Khoan đã, chúng ta mới nói lạc mà. Bây giờ đến huyệt trung đô là khích huyệt của kinh can. Chúng ta bỏ thêm huyệt khích ở đây. Phải không ạ? Chúng ta sử dụng ít huyệt lại, tức là loại bỏ kinh can mà chúng ta sử dụng huyệt kinh tâm tiêu. Được không? Rồi, trung đô là khích huyệt của kinh can. Như vậy là chúng ta đưa khích huyệt của kinh tâm tiêu lên. Khích huyệt của tâm tiêu chính là hội tông. Không có chi chánh tiểu trường đó chị. Hội tông. Tức là chúng ta bỏ trung đô đi. Ok. Thay thế thôi mà. Rồi, bây giờ cái huyệt khúc tuyền
là huyệt hợp của kinh can. Hành gì? Hành thử. Như vậy là chúng ta đưa lên kinh tâm tiêu, chính là huyệt no. Cái này là huyệt hành, hành thử. Như vậy là thử huyệt của kinh tâm tiêu là chi? Chi cấu. Chúng ta bỏ khúc huyệt, tức là chúng ta chỉ giữ lại kinh tâm tiêu, giảm bớt huyệt. Chứ nếu mà thêm cũng được. Quý vị biết rồi, cái quy luật của lục khí là nếu kinh can ở đây có lạc khích nhá, thì chúng ta sử dụng lê cấu trung tô, thêm khúc tuyệt nó có chi cấu. Bây giờ thay ba cái huyệt đó lên trên kinh tâm tiêu, phải không ạ? Rồi chúng ta xem còn cái gì nữa hay không. Hết tính kinh tâm và huyệt hợp kinh dương rồi, bây giờ chúng ta nói đến huyệt gì? Bình du. Chúng ta quên bình du huyệt, bởi vì du huyệt rất là quan trọng quý vị nha. Cái du huyệt nó quan trọng, lý do chính của nó là chủ kinh. Chúng ta quên bình du huyệt thì chúng ta sẽ thấy cái nào làm chủ kinh ngay nha. Nào bây giờ chúng ta khởi từ đây đi. Ở đây có du huyệt không? Không. Bên này có du huyệt không? Không. Rồi ở bên này có du huyệt không? Không. Chúng ta xem du huyệt ở trên kinh thận có không? Có. Có, thái khê. Khi du huyệt thái khê xuất hiện thì nó phải quân bình với cái gì? Trước hết quân bình thông kinh. Ở đây thông kinh tiểu trường không có, chúng ta loại bỏ. Chúng ta sử dụng thông kinh của thủy hỏa. Như thế thì vị và tâm bào phải có du huyệt của đại hai kinh. Vị du huyệt của nó là hàm cốc, và tâm bào lạc là đại lăng, là quân bình thủy hỏa. Quý vị thấy chưa? Xong chưa? Rồi thủy hỏa xong rồi. Bây giờ chúng ta qua kim mộc. Ở đây trên kinh phế không có du huyệt. Trên kinh phế có du huyệt phải không? Có du huyệt, tức là có huyệt gì? Thái huyệt. Kinh bàng quang không có, thêm vô để cho nó thông kinh. Tức là huyệt thúc cốt. Khi quân bình cái du huyệt của kim thì chúng ta phải quân bình cái du huyệt của mộc. Ở đây du huyệt của kinh tâm tiêu được chọn, tức là huyệt trung chữ. Quý vị quân bình kim mộc chưa? Rồi bây giờ chúng ta qua cái ăn tâm đậm. Kinh đậm có du huyệt không? Có, tức là huyệt trung lâm khắp. Như thế thì ở trên kinh tâm thông kinh thì kinh tâm có huyệt thần môn. Ở bộ thử có du huyệt thì chúng ta quân bình bộ thổ nha. Bộ thổ ở trên kinh đại trường và kinh tỳ chúng ta phải có du huyệt. Đại trường của nó là tam giao, và ở trên kinh tỳ là thái bạch. Chúng ta quân bình cái đá rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta đi vào phần điều trị, phải không ạ? Rồi bây giờ chúng ta còn quân bình cái gì nữa? Chưa. Chúng ta phải quân bình cái hành của nó. Đầu tiên chúng ta quân bình lạc khích, kế đến chúng ta quân bình tĩnh kinh âm và hợp kinh dương, sau đó chúng ta quân bình du huyệt, và cuối cùng chúng ta quân bình cái hành của nó. Cái hành của nó tức là do ngũ hành dẫn ra, chúng ta phải quân bình. Bây giờ chúng ta xem hợp cốc là nguyên huyệt của kinh đại trường, hành gì? Hành mộc. Như thế thì khi sử dụng hợp cốc thì nó phải xuống mộc. Như thế thì kinh tam tiêu, ở đây chúng ta sử dụng kinh tam tiêu, thì kinh tam tiêu này được phải sử dụng
huyệt hành gì? Thổ. Thổ. Thổ huyệt của kinh tâm tiêu, tức là huyệt vinh. Vinh huyệt của kinh tâm tiêu là huyệt diệt môn. Diệt môn được quân bình với hợp cốc. Có bắt buộc ở trên kinh tỳ này là huyệt mộc của kinh tỳ hay không? Không. Quý vị lưu ý chỗ này, không bắt buộc. Nha, ở đây chúng ta quân bình huyệt do ngũ du dẫn ra thì quân bình lục khí của nó không bắt buộc là hợp cốc là huyệt mộc, tức là huyệt nguyên á, hành mộc á, thì không bắt buộc kinh tỳ phải sử dụng huyệt mộc, không bắt buộc. Nếu thêm thì chúng ta thêm kinh tỳ để cho nó thông kinh, nhưng mà không cần thêm. Giảm bớt huyệt mà, chúng ta giảm bớt huyệt tối đa nha. Cũng giống như là chúng ta sử dụng huyệt hợp cốc, nó dẫn với huyệt tâm tiêu thì nó chính là huyệt diệt môn, không bắt buộc là phải có thêm kinh can ở đây nữa. Quý vị phải nhớ thế này, miễn là huyệt hợp cốc nó dẫn đến mộc thì mộc phải sử dụng thần thổ để nó nối giữa mộc và thổ với nhau. Rồi bây giờ chúng ta nói đến huyệt âm lăng tuyền ở trên kinh tỳ. Huyệt âm lăng tuyền trên kinh tỳ hành gì? Hành hỏa. Như thế thì nó sẽ vào bộ hỏa. Ở đây chúng ta có hai kinh, do đó cho nên ở tại hai kinh này phải sử dụng huyệt thành hành thổ. Nó sẽ có hai huyệt, thổ huyệt của kinh vị và thổ huyệt của kinh tâm bộ lạc, nó quân bình dựa với huyệt âm lăng tuyền. Quý vị rõ chỗ này chưa? Hỏa huyệt, xin lỗi, thủy huyệt, à, thổ huyệt của kinh vị là huyệt gì? Lễ đoài, tức là huyệt tĩnh của kinh vị. Rồi đồng thời ở trên kinh tâm bầu lạc là phải sử dụng huyệt thổ, mà thổ huyệt của kinh tâm bầu lạc là huyệt tĩnh, tĩnh của tâm bào nha, tức là huyệt trung xung. Huyệt trung xung và huyệt lễ đoài là nó quân bình với huyệt âm lăng tuyền. Đến đây thì bắt đầu nó mới sản sinh ra tĩnh kinh âm. Nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương, tức là nó sẽ đến năm tiểu trường nha, hợp của tiểu trường, tức là huyệt tiểu hải. Huyệt tiểu hải. Đồng thời chúng ta xét xem huyệt hành thổ thì nó sẽ qua bên này rồi. Như vậy là quân bình cái hành và quân bình cái kinh. Xong. Đến đây huyệt ở trên kinh tiểu trường bắt đầu xuất hiện, tức là huyệt tiểu hải. Thì chúng ta nên quân bình giữa tiểu trường và thận để cho nó thông kinh. Nên. Không có được không? Được. Nha, nhưng mà chúng ta phải biết là huyệt tiểu hải là nó thông với huyệt trung xung. Nhưng bây giờ không thêm. Bây giờ nếu như quý vị thêm thì quý vị thêm như thế nào? Chúng ta xem. Huyệt chúng tôi là tĩnh, thêm huyệt tĩnh của tiểu trường. Rồi huyệt thái khê, tức là du huyệt của kinh hạnh, thì thêm du huyệt của tiểu trường. Rồi huyệt đại trung, tức là huyệt khích. Rồi huyệt lạc khích, thêm vô trong kinh tiểu trường. Khi quý vị thêm như vậy á, thì quý vị sẽ thấy nó có một cái nét như thế này thưa quý vị. Quý vị sử dụng một bộ nha, quý vị sử dụng một bộ. Tức là thí dụ như quý vị lấy bộ thủy làm chủ kinh, dùng tốt châm, tức là ở trên kinh thật. Rồi kế đến quý vị sử dụng một bộ rưỡi thì nó liên quan đến thủy, thì quý vị có thêm canh tiểu trường. Lý do đó mà thêm, tức là một bộ rồi tăng thêm một bộ rưỡi, chúng ta đã học rồi. Tức là tiểu trường và thận nó cũng chính là một bộ rưỡi, bởi vì nó chỉ có một hành thủy mà thôi nha. Còn như chúng ta thêm là chúng ta thêm theo cái lối đó, tức là ở trên kinh thận có huyệt như thế nào hành gì, thì ở tại trên kinh tiểu trường cũng có huyệt như thế để cho nó thông kinh. Còn như quý vị không cũng được, không sao, bởi vì nó chúng ta chỉ biết là tiểu hải được xuất hiện là do huyệt trung xung diễn ra.
Thế thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp, không thêm nữa nha. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Cái kinh đại trường và kinh tỳ coi như xong, đúng không? Rồi. Xong rồi. Hả? Huệ thờ quốc trì là gì? Huệ thờ quốc trì có cần thêm gì không à? Tại sao? Huệ thờ của kinh tỳ là có huệ âm long tuyền rồi. Quý vị nên nhớ huệ quốc trì là huệ thờ của kinh đại trường, nó liên quan đến tỉnh của kinh tâm. Đúng chưa? Nếu nó liên quan thì liên quan cái hành của nó, huệ thờ của kinh tỳ là hành hỏa thì chúng ta phải thông hỏa huyệt. Đó. Thì bây giờ quốc trì xong rồi, bây giờ chúng ta mới nói đến kinh tỳ. Huyệt hợp của kinh tỳ chính là huyệt thành hỏa, thì nó phải thông kinh. Thông kinh thì như vậy là thông kinh của kinh đại trường, hiểu chỗ này không? Đừng nói rằng huyệt hợp ở đây là thông cái huyệt hợp trên này, không phải, nhớ nha. Thì như vậy nếu chúng ta muốn thông thì huyệt âm năng truyền thành hỏa thì nó phải thông hỏa huyệt của kinh đại trường, tức là huyệt dương gì? Dương khê nha. Ở đây là thông kinh. Chúng ta quên mình can này rồi. Xong chưa? Ở phần này xong nè, xong rồi. Bây giờ chúng ta qua cái bộ hỏa. Ở trong bộ hỏa thì chúng ta có huyệt gì nha? Đầu tiên là chúng ta thông lạc khích rồi. Kế đến là thông tĩnh kinh âm với huyệt hợp kinh dương rồi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thông huyệt hành của nó. Lương khâu là huyệt hành gì? Lương khâu là khích huyệt, thông rồi. Hàm cốc là du huyệt, thông rồi. Lệ đoài là huyệt tĩnh, thông rồi. Ở trên kinh tâm một là lạc huyệt và khích huyệt, thông rồi. Du huyệt, thông rồi. Tĩnh, thông rồi. Như vậy là cái phần này thông rồi luôn, quần bình luôn rồi, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta qua bộ kim. Ở bộ kim thì huyệt côn lôn là hành gì? Hành thổ. Thì nó liên quan đến can thổ. Chúng ta quân bình huyệt côn lôn. Ở tại đại trường và tây phải cho huyệt hành kim. Kim huyệt của đại trường là huyệt hương dương. Kim huyệt của kinh tỳ là huyệt tĩnh ẩn bạch. Đến đây chúng ta thêm huyệt tĩnh kinh âm và quân bình hợp kinh dương. Tĩnh của kinh tỳ nó sẽ quân bình tỳ thuộc túc, nó sẽ liên quan đến năm thử đẩm dương lăng tuyền. Như vậy là ở trên này chúng ta có huyệt dương lăng tuyền, huyệt hợp của kinh đẩm. Tĩnh kinh âm ẩn bạch hành kim nó sẽ về đây, nó quân bình với huyệt côn lôn. Tĩnh kinh âm nó quân bình thổ thử, tức là huyệt dương lăng tuyền, nó dẫn ra. Xong huyệt côn lôn chưa? Rồi chúng ta có phi dương huyệt lạc, kim môn huyệt khích, huyệt thúc khốt. Huyệt thúc khốt là du huyệt quân bình rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta qua đến anh phế, thiếu thương quân bình rồi, tức là huyệt hợp của tâm tiêu. Tĩnh kinh âm hợp kinh dương. Huyệt thiếu thương này hành gì? Hành thủy. Quân bình chưa? Ở đây có huyệt kim chưa? Chưa. Như vậy là ở trên huyệt thiếu thương là hành thủy. Thì ở tại tiểu trường và thập chúng ta có huyệt, có kinh tiểu trường xuất hiện rồi, thì chúng ta để quân bình với anh thiếu thương nha. Huyệt tĩnh thiếu thương là quân bình với huyệt hợp của kinh tam tiêu, tức là huyệt thiên tĩnh rồi. Nhưng mà huyệt thiếu thương hành thủy như thế thì ở trên kinh thập nha. Ở đây kinh tiểu trường nó chỉ có một huyệt tiểu hải, nó thông với
huyệt tĩnh của kinh Tâm Bảo Lạc. Thêm cũng được so với thiếu thương, không thêm cũng được nhé quý vị. Chúng ta thêm là thêm kinh thận. Ở trên kinh thận chúng ta thêm huyệt hành kim, kim huyệt của kinh thận, tức là huyệt hợp tâm cốc. Huyệt tâm cốc nó thông với huyệt thiếu thường. Nếu thêm ở trên kinh tiểu trường thì chúng ta sẽ thêm huyệt kinh của kinh tiểu trường, tức là dương cốc. Tầng này không cần thêm cũng được nha. Rồi chúng ta nói đến huyệt tĩnh rồi, bây giờ chúng ta nói đến lạc khích xong rồi, huyệt du xong rồi, đến huyệt hợp. Huyệt hợp xích rập của kinh phế, nó liên quan đến thổ. Ở trên kinh thổ có huyệt hành kim chưa? Tức là trên kinh đại trường có huyệt kim thương dương, ở trên kinh tỳ có huyệt ẩn mạch rồi. Như vậy là huyệt xích rập cũng đã thông. Đồng ý chưa? Chúng ta đi từng phần một, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ chúng ta nói đến cái ăn bổ thử. Huyệt túc long khắp là huyệt du, đúng không? Rồi nó thông với du huyệt tây và thông du huyệt ở tại thổ, xong chưa? Huyệt chương phụ là huyệt hành thủy. Chúng ta thông bổ thủy chưa? Ở tại bổ thủy có hành thử chưa? Tức là có huyệt dũng tuyền chưa? Dũng tuyền có rồi, phải không ạ? Rồi huyệt dương lan tuyền là thông với huyệt tĩnh của kinh tỳ, xong chưa? Rồi đợm xong, bây giờ chúng ta quan tâm du huyệt thông rồi. Thiếu xung là thông với anh đại trường, rồi anh thủy quân, rồi quân bình rồi, phải không? Rồi bây giờ chúng ta xét xem cái kinh tam tiêu thông hết chưa, để xét chưa, kinh thần xét chưa, có chiếu hại thân mặt rồi, dũng tuyền tĩnh rồi, du huyệt rồi, lạc khích rồi, huyệt hợp đi rồi. Xong bây giờ chúng ta qua đến cái bộ kinh tâm tiêu. Huyệt thiên tĩnh là thông với tĩnh của kinh phế rồi, nội quan hội tông lạc khích rồi, chi cấu hành gì, hành thử, thông với anh thử chưa, tức là đây có huyệt mộc chưa, huyệt mộc thiếu xung rồi, huyệt mộc của kinh đởm có chưa? Đúng không? Như vậy là theo huyệt túc khiếu âm. Huyệt túc khiếu âm nó đi với huyệt tĩnh của tâm và tĩnh của đởm thông nhau rồi, thì nó đi thông với lại huyệt thử chi cấu. Xong chưa? Xong. Vô huyệt xong rồi, huyệt vinh, dịch môn, hành thông với thổ rồi, phải không? Rồi chưa? Rồi như vậy là cái toa châm của lục khí đưa từ huyệt ngũ du vào là nó nhiêu đây huyệt. Đến đây thì quý vị cho tôi biết quý vị sẽ chọn bộ nào làm chủ kinh. Rồi bây giờ chúng ta xem nha, chúng ta xem nào. Chúng ta bắt đầu, chúng ta chọn lựa trở lại, chúng ta bắt đầu thanh lọc trở lại. Mà thanh lọc ở đây là thanh lọc cái gì trước nhất? Tôi đố quý vị. Du huyệt. Chúng ta thanh lọc du huyệt. Ở đây nhìn chung chúng ta có tất cả 6 bộ kim thủy thử mộc hỏa thổ đều có du huyệt. Nếu chúng ta sử dụng lục khí là chúng ta phải loại bỏ du huyệt bớt đi. Quý vị đồng ý chỗ này không? Loại bỏ bớt đi. Và loại bỏ như thế nào để cho chúng ta có một cái chính xác? Hồi nào giờ chúng ta thêm du huyệt, bây giờ chúng ta loại bỏ du huyệt. Chúng ta không thể áp dụng cái toa này vào trong lục khí toàn bộ được. Lý do là chúng ta chỉ có được phép 4 du huyệt mà thôi, không thể giữ 6 du huyệt hoặc là 5 du huyệt. Quý vị lưu ý cho ta. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta sử dụng chủ kinh. Nhìn chung ở đây thì bộ nào làm chủ kinh? Rồi chúng ta thấy bệnh phổi,
liên quan đến bộ kim. Nếu chúng ta chọn bộ kim làm chủ kinh thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất, theo cách một thì chủ kinh không có vô. Nhớ có đó chưa? Rồi, nếu bây giờ chúng ta chọn cách một mà chúng ta chọn bộ kim làm chủ kinh thì chúng ta loại bỏ cái gì? Chúng ta loại bỏ thái uyên. Chúng ta loại bỏ cái gì nữa? Chúng ta loại bỏ vô huyệt của bàng quang, tức là huyệt túc cốt. Chúng ta loại bỏ cái nào nữa? Chúng ta loại bỏ vô huyệt của kinh tâm tiêu, tức là huyệt trung chữ. Thông cái này chưa? Đây là lấy bộ kim làm chủ kinh, hoặc là lấy bộ mộc làm chủ kinh. Nếu lấy bộ mộc làm chủ kinh, chúng ta loại bỏ trung chữ, loại bỏ thái uyên và loại bỏ thúc cốt, giữ nguyên du huyệt của bốn căn phụ kinh này. Đến đây quý vị thông chưa? Rồi, bây giờ theo cách hai mà lấy, ok, nói lại chỗ này. Nếu lấy cách một mà lấy một bộ làm chủ kinh thì chúng ta hoặc là chọn bộ phế, bộ kim, hoặc là chọn bộ mộc. Nếu lấy hai bộ làm chủ kinh theo cách một thì lấy kim mộc làm chủ kinh, loại bỏ trung chữ, loại bỏ thái nguyên, loại bỏ thúc cốt. Rõ chỗ này chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đi đến cách hai. Cách hai có nghĩa là vẫn lấy kim làm chủ kinh nhưng phải có dù, thì giữ thái nguyên, giữ trung chữ, giữ thúc cốt. Chúng ta loại bỏ hai cái du huyệt của hoặc là thủy hỏa hoặc là thổ thử. Nếu loại bỏ du huyệt của thủy hỏa thì chúng ta giữ du huyệt của thổ thử. Nếu chúng ta giữ du huyệt của thủy hỏa thì chúng ta loại bỏ du huyệt của thổ thử. Đó là cách hai mà chúng ta chọn một bộ kim làm chủ kinh theo cách hai. Quý vị thông cái này chưa? Nếu lấy kim làm chủ kinh cách hai mà chúng ta giữ thủy hỏa, trên lâm sàng thì quý vị cũng đã biết là bị ho mà nó liên quan đến vị tâm bào và tiểu trường thận, thí dụ như vậy, nó liên quan, tức là nó có những cái chứng bệnh mà nó liên quan đến hai cái này, thì quý vị nên giữ du huyệt của hai cái này, nên giữ để cho nó thông kinh và thông huyệt. Nếu như trên lâm sàng cũng là bị ho như vậy mà nó liên quan đến đại trường tỳ, tâm động, thì quý vị giữ du huyệt của hai cái anh này và loại bỏ du huyệt của thủy hỏa. Quý vị nắm cái quy luật đó thì quý vị sẽ có một cái nhìn rất là rõ ràng. Đồng ý không? Hiểu cái này chưa? Nếu như quý vị sử dụng cách hai mà hai bộ nha, hai bộ theo cách hai thì chúng ta có rất nhiều phương pháp lắm quý vị, rất nhiều lắm quý vị xem nha. Nếu theo cách hai mà lấy kim mộc làm chủ kinh, giữ du huyệt phụ kinh thủy hỏa thì loại bỏ du huyệt của thổ thử. Nếu lấy kim mộc làm chủ kinh theo cách hai mà lấy thổ thử làm phụ kinh có du thì loại bỏ du huyệt của thủy hỏa. Hiểu chưa này chưa? Rồi, nếu quý vị chọn thổ kim, quý vị chọn thổ kim làm chủ kinh theo cách hai thì thổ đi với thử, như vậy là thử giữ du huyệt, mộc đi với mộc, mộc đi với kim, thì hai cái này giữ du huyệt, bỏ du huyệt của thủy hỏa. Nếu lấy chọn thổ kim làm chủ kinh, nếu quý vị chọn kim thủy làm chủ kinh, tại sao quý vị lại chọn kim thủy? Là bởi vì trên lâm sàng quý vị xem mặt, quý vị sẽ thấy nó có 7 nét căn bản. Thứ nhất là kim thủy hữu lực nhất so với 4 bộ còn lại cũng hữu lực. Thứ hai là kim thủy hữu lực nhất so với 4 bộ còn lại vô lực. Thứ ba là kim thủy hữu lực nhất so với 4 bộ còn lại vừa hữu lực vừa vô lực. Thứ tư là kim thủy vô lực nhất so với 4 bộ còn lại cũng vô lực. Thứ
5 là kim thủy vô lực nhất so với 4 bộ còn lại hữu lực. Thứ 6 là kim thủy vô lực nhất so với 4 bộ còn lại vừa hữu lực vừa vô lực. Thứ 7 là kim rất là hữu lực, thủy lại vô lực, thì dùng kim sanh thủy. Hoặc là thủy hữu lực nhất mà kim lại vô lực, thì quý vị sử dụng 2 bộ kim thủy. Nếu như quý vị sử dụng 2 bộ kim thủy làm chủ kinh, thì du của mộc giữ đối với kim, thủy hỏa vẫn giữ du huyệt, bỏ du huyệt ở tại thổ thử. Tôi nói lại, cách thứ nhất là kim mộc làm chủ kinh, cách thứ hai là thổ kim làm chủ kinh, cách thứ ba là kim thủy làm chủ kinh, cách thứ tư là chọn hỏa và kim làm chủ kinh. Hỏa và kim làm chủ kinh thì giữ thủy hỏa, giữ kim mộc, loại bỏ du huyệt của thổ thử. Cách kế tiếp tức là 2 bộ này, tức là thử và kim. Thử và kim làm chủ kinh. Tại sao? Là bởi vì ở đây lực của nó đi theo 7 dạng kia nha. Đồng ý chưa? Rồi, thì quý vị sử dụng du huyệt của kim mộc, giữ du huyệt của thổ thử mà loại bỏ du huyệt của thủy hỏa. Thêm một nét nữa là trên lâm sàng, giả sử như quý vị thấy mặt của nó không thông giữa kim mộc, tức là sao? Tức là một mặt ở bên nó đi tế, một mặt bên kia nó đi đại, là chúng ta sử dụng kim mộc làm chủ kinh nhá. Rồi chọn thủy hỏa có du huyệt phụ kinh mà loại bỏ du huyệt của thổ thử, vân vân. Hoặc là quý vị xem mặt mà quý vị sẽ thấy là đồ phô nó lại đi tế nhá, mà đổ trầm nó lại đi sát, phù tế và sát, thì giữa phù và trầm chúng ta khoan nói tới, mà chúng ta chọn cái tế và sát. Chúng ta xét nếu tế tức là thuộc mộc, chúng ta dùng kim để ổn định. Nếu đi sát tức là thuộc thử nha, thì như vậy là chúng ta chọn kim và thử, hiểu không? Nha, tức là tùy theo cái dạng mặt mà nó đi thì chúng ta sử dụng 2 bộ, hoặc là kim mộc cách 2, hoặc là thổ kim cách 2, hoặc kim thủy cách 2, hoặc là hỏa và kim cách 2, hoặc là kim và thủy cách 2. Thì nhìn chung ở đây, đối với bệnh ho, chúng ta lấy bộ kim làm chủ kinh để ổn định cái phế. Sau đó rồi chúng ta tùy theo cái mạch mà chúng ta mới xét, hoặc là một bộ làm chủ kinh, chúng ta loại bỏ các du huyệt nha. Chúng ta ổn định du huyệt là chúng ta nắm được cái quy luật của lục khí. Quý vị nắm chỗ này chưa, hiểu chưa? Có gì thắc mắc không? Không có gì thắc mắc, chúng ta đi tiếp cái phần này. Nào bây giờ tôi bôi nhé, tôi bôi được chưa? Nào bây giờ chúng ta nói đến kỳ vừa rồi, chúng ta nói đến bộ kim, thổ và kim, thổ và kim. Bữa nay chúng ta đi tiếp kim và thủy. Không, chúng ta ráng đi cho hết, lấy bộ kim. Kỳ rồi là kim với thổ mà. Một phải không? À ok. No. Kỳ vừa rồi là chúng ta nói đến bộ kim và liên quan đến bộ thổ. Bộ mộc xong rồi, bộ mộc trước hết rồi, bộ mộc chúng ta đi đến mộc và hỏa. Mộc, phải không ạ? Đúng không? Bộ mộc chúng ta làm chủ kinh trước lâu rồi mà. Mới học không tuần vừa rồi là chúng ta chọn bộ kim làm chủ kinh mà sử dụng thổ với kim.
Thổ với kim thì chúng ta đi thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm. Ok, thì kỳ này chúng ta lấy bộ kim đi với bộ thủy nha. Chúng ta đi nhanh cái này để rồi chúng ta đi tiếp là kim và hỏa, kim và thử. Nó liên quan đến bài học ngày hôm nay, tức là bộ thổi đó, bệnh ho đó quý vị nha. Bây giờ chúng ta so sánh giữa kim, phối hợp giữa kim với thủy với nhau. Nào, bây giờ chúng ta xét thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm giữa kim và thủy. Kim và thủy nó có nghĩa là khi quý vị sử dụng hai bộ này với nhau, nó có nghĩa là ổn định kim và thủy luôn, giúp cho kim sanh thủy hoặc là thủy phản sanh kim. Bây giờ thủ châm thì chúng ta chọn cái gì quý vị? Chọn phế, chọn gì đây? Tiểu đường, chọn tam tiêu, chọn đại tường, chọn tam bào và chọn tâm. Thủ châm, túc châm chúng ta chọn bàng quang, chọn can, chọn thận, chọn đờm, vị và tỳ. Đây là túc châm. Âm châm chúng ta chọn phế, tâm bào, tỳ, can, thận và đờm. Âm châm tâm. Bên này là dương châm, chúng ta chọn bàng quang, vị, đờm, tâm tiêu, tiểu trường và đại trường. Như quý vị đã biết, chúng ta đánh hai bộ. Hai bộ này thì khách một không thể sử dụng được nha quý vị. Bắt buộc phải xài cho khách hai, tức là chủ kinh có dụng. Ở đây hai bộ này làm chủ kinh thủ châm. Quý vị có thể sử dụng bộ kim ở bên tay phải và bộ thủy ở bên tay trái. Sao dùng cách một được? Không dùng cách một được. Ôn bài lại nhé. Ngày quên là người sung sướng. Nào, cách một là chủ kinh có vui hay không? Không. Chủ kinh có vui hay không? Không. Không. Nếu chọn chủ kinh phế không có du nha, không có du thì tiểu trường có du không? Không. Theo cách một, cách một có phế, tam tiêu phế không có du thì tiểu trường có du hay không? Có. Cách một tức là lấy một âm này làm chủ kinh thì kim mộc không có du, bốn cái này có du, đúng chưa? Rồi, cái đó là một bộ nha. Bộ thứ hai, tiểu trường là chủ kinh có du hay không? Không. Cấp một nha, tiểu trường là chủ kinh không có du thì anh Hỏa không có du đúng không? Không. Bốn cái anh này có du đúng không? Rồi, hai cái này nếu kết hợp chung với nhau theo cách một thì cái này nó bị phạm, bởi vì kinh phế và kinh tiểu trường nó cũng bị phạm. Hai cái này nó chỉ có một cái có du không mà thôi, theo cách một. Nhưng nếu chúng ta phối hợp giữa hai cái thì chúng ta bị phạm ngay. Quý vị thông nghe chưa? Rồi, chỉ trong cách hai. Cách hai tức là cách chủ kinh có du. Rồi, nào bây giờ chúng ta nói đến cách hai của thủ châm kim sanh thủy, thủy phản sanh kim. Ở kinh phế chúng ta có tấn, vinh, du, kinh, hợp. Ở trên kinh tiểu trường chúng ta có tấn, vinh, du, nguyên và kinh. Tấn kinh âm đi với hợp kinh dương, hợp của kinh tâm tiêu. Rồi, bốn kinh còn lại
chúng ta có hai hành, tam tiêu, đại trường, tâm bào và tâm phải có hai hành, hành đó là kim và thủy, nha, kim, thủy, kim, thủy. Bây giờ chúng ta mới xét, chắc chắn rằng ở đây có du, thì cái anh tam tiêu này và cái anh tâm bào, huyệt kim và huyệt thủy, nó là chính là một trong hai cái đó phải có du. Chúng ta xem giữa kim và thủy của kinh tâm tiêu, du huyệt của nó hành gì? Hành kim. Nó thông với mộc. Du huyệt của kinh tâm tiêu hành kim. Giờ ngó tôi. Du huyệt của kinh tâm bào hành gì? Hành thủy. Như vậy là huyệt thủy là huyệt du, huyệt kim của tâm tiêu là huyệt du. Như vậy là bốn cái này là du huyệt. Đúng chưa? Rồi kim thủy của kinh tâm nó có trùng với du huyệt không? Không. Kim thủy của đại trường nó có trùng với du huyệt không? Không. Bây giờ chúng ta mới xét xem ở đây tỉnh kinh tâm nó đi với huyệt hợp của kinh dương. Xong. Nha. Rồi chúng ta xem kim và thủy của kinh tâm nó có phải là tỉnh kinh tâm hợp kinh dương không? Không. Ok, như vậy là chúng ta có đầy đủ thủ trong kim sanh thủy. Bây giờ quý vị sử dụng thông kinh. Khi mà quý vị lưu ý, khi nói đến thông kinh thì quý vị lưu ý cái kinh nào mà có du, quý vị thông. Kim thủy có du thì như vậy mộc và hỏa có du thì thông kinh ở đây. Còn hai cái bộ thổ thử không cần phải thông kinh nha, bởi vì nó không có du. Thì thông kinh của tâm bào lạc là kinh vị, thông kinh của kinh tiểu trường là kinh thận, thông kinh của kinh tam tiêu là kinh can, thông kinh của kinh phế là kinh bàng quang, là thêm du huyệt vô thôi. Quý vị hiểu chưa? Rồi, nói đến kỳ kinh bát mạch thì nơi nào có du huyệt là nơi đó có huyệt kỳ kinh thêm vào. Kinh phế thêm liệt khuyết, đúng không? Chiếu hải thanh mạch là chúng ta phải có. Kinh tam tiêu có du là thêm ngoại quan. Ở trên kinh tiểu trường có du huyệt, tức là huyệt hộ khế đã ổn định rồi. Ở đây tâm bồ lạc có du, tức là thêm huyệt ngoại quan. Dương của nó là vị, không cần, không có huyệt kỳ kinh. Âm của tâm tiêu là can, không có huyệt kỳ kinh. Dương của phế là bàng quang, không có huyệt kỳ kinh. Và âm của kinh thận không có huyệt kỳ kinh. Quý vị rõ chỗ này chưa? Bây giờ chúng ta nói đến túc châm. Khi nói đến túc châm mà lấy kim và thủy, như thế thì kinh bàng quang và kinh thận làm chủ kinh. Chúng ta sẽ có tại kinh bàng quang gồm có tấn, vinh, du, nguyên và kinh. Ở trên kinh thận chúng ta có tấn, vinh, du, kinh và hợp. Quý vị thông cái này chưa? Tấn kinh âm là phải có hợp kinh dương, tức là huyệt trung tâm lý. Kế đến thận và vị có du, kim và mộc có du, đây là hai trụ kinh kim thủy, tức là mộc và hỏa có du. Tỳ và thổ không có du. Chúng ta sẽ chọn huyệt hành kim và hành thủy của tại bốn kinh, tức là tỳ kim thủy, đởm kim thủy, can kim thủy và vị kim thủy. Rõ chưa? Rồi, chọn huyệt kỳ kinh bát mạch, tức là thông huyệt trước, chọn thông huyệt. Chúng ta lấy du huyệt, kinh nào có du huyệt chúng ta chọn thông huyệt, tức là có kinh phế tại kinh bàng quang, có kinh tâm tiêu nha. Nha, rồi có kinh tiểu trường và có kinh tâm bào. Thông kinh tức là du huyệt của tâm bào, du huyệt của tâm tiêu, du huyệt của phế và du huyệt của kinh tiểu trường.
thì kinh Bát Mạch được xuất hiện ở tại kinh Tam Bảo Lạc, tức là huyệt nội quan. Kỳ kinh Bát Mạch được xuất hiện ở tại kinh Phế, tức là liệt khuyết. Kỳ kinh Bát Mạch được xuất hiện ở Tam Tiêu, tức là ngoại quan. Và kỳ kinh Bát Mạch được xuất hiện ở trên kinh Tiểu Trược, tức là về thổ khe. Nó tương tự như thủ kinh, không có khác nhau, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta qua âm châm. Chúng ta qua âm châm thì chúng ta sẽ thấy lấy kinh Phế và kinh Thập làm chủ kinh. Thì ở tại kinh Phế chúng ta có tỉnh Vinh Du Kinh và Hợp. Ở trên kinh Thập cũng có tỉnh Vinh Du Kinh và Hợp. Bốn kinh còn lại sẽ có hai hành, đó là Kim Thủy. Kim huyệt của kinh Tâm tên gì quý vị? Kim Linh Đạo. Linh Đạo. Thủy huyệt của kinh Tâm là huyệt Thiếu Hải. Kim huyệt của kinh Tâm Bảo Lạc là huyệt Lao Cùng. Thủy huyệt của kinh Tâm Bảo Lạc là huyệt Du. À, Tâm Bảo Đại Lăng. Nhớ chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu, chúng ta mới xét tỉnh kinh âm. Kinh Phế thuộc âm, kinh Thận thuộc âm. Như vậy chúng ta có hai tỉnh kinh âm. Đó là nó sẽ đi với huyệt Tâm Tiêu, trên kinh Tâm Tiêu và Thập Tâm Tiêu, để quân bình giữa Phế. Tỉnh của kinh Thận nó sẽ đi với vị huyệt Thập của vị. Rồi, thông kinh thì chúng ta lấy kinh nào mà có vô thông thì như vậy là chúng ta loại bỏ tỳ và tâm, tức là thổ thử loại bỏ. Chúng ta sử dụng thông kinh của Tâm Bào là vị, thông kinh của Phế là Bàng Quang, chúng ta đưa cái túc vào. Thông kinh của túc vào đây tức là kinh Tâm Tiêu, và thông kinh của kinh Thận tức là kinh Tiểu Trường. Kỳ kinh Bát Mạch được xuất hiện bởi Tâm Bào, tức là có vô đó, tức là nội quan, có kỳ kinh. Rồi Tam Tiêu có ngoại quan, rồi Phế có liệt khuyết, và Tiểu Trường có huyệt hậu khe. Ở đây là chúng ta sử dụng âm châm. Qua cái phần dương châm, qua phần dương châm thì chúng ta thấy cái gì? Bàng Quang làm chủ kinh, Tiểu Trường làm chủ kinh. Ở trên dương châm không có huyệt hợp nha quý vị. Rồi, ở trên kinh Bàng Quang chúng ta có tỉnh, vinh, vô, nguyên và kinh. Ở trên kinh Tiểu Trường chúng ta cũng có tỉnh, vinh, du, nguyên và kinh. Bốn kinh còn lại nha, sẽ có hai hành kim và thủy. Kim thủy. Kim huyệt của kinh Tâm Tiêu là huyệt. Kim huyệt của kinh Tâm Tiêu là huyệt du, trung chữ. Thủy huyệt của kinh Tâm Tiêu là dương. Đúng trì. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta mới xét đến cái nào không có du quý vị? Thổ thử không có du. Nha, chúng ta xét thông kinh. Dụng dương nó sẽ thông kinh với âm, tức là Bàng Quang chúng ta chọn Phế, vị chúng ta chọn Tâm Bào, Tâm Tiêu chúng ta chọn Can, Thận chúng ta chọn Thận, Tiểu Trường chúng ta chọn Thận. Thì kỳ kinh Bát Mạch được xuất hiện ở Tâm Bào là nội quan, ở Phế là liệt khuyết, rồi ở Tâm Tiêu là ngoại quan, và ở Tiểu Trường là hậu khe. Thì đến đây chúng ta xong cái phần hai bộ Kim Sâm Thủy. Bây giờ chúng ta đi tiếp cho nó xong quý vị, tức là giữa kim và hỏa, rồi giữa kim và thử nhé. Chúng ta đi cho xong, tại vì quý vị đã nắm căn bản rồi thì tôi đi như vậy nó sẽ nhanh hơn. Giờ chúng ta đi kim hỏa đi. Thủ châm sử dụng hai bộ kim hỏa. Nào, ở bên thủ châm chúng ta có Phế,
Kế đến tâm bào, tâm. Bên này chúng ta có tiểu trường, tâm tiêu và đại trường, đây là thủ châm. Tốt châm chúng ta có bàng quang, vị, tởm. Bên này chúng ta có tốt châm thì có can, tỳ và thận. Âm châm chúng ta có phế, tâm bào, tâm. Chúng ta có can, tỳ, thận. Về phần dương châm chúng ta có bàng quang, đờm, vị, đại trường, tâm tiêu và tiểu trường. Chúng ta sử dụng hai bộ kim và hỏa. Nào bây giờ chúng ta đến thủ châm. Thủ châm chúng ta có kim hỏa gồm có kinh phế và kinh tâm bồ đề là hai chủ kinh. Phế và tâm bào chúng ta có tĩnh, vinh, du, kinh, hợp. Bốn kinh còn lại phải sử dụng hai hành, đó là hỏa và kim. Thì đến đây chúng ta thấy là kim mộc có vô, thủy hỏa có vô, thổ thử không có vô. Thấy chưa? Rồi, tính kinh âm. Có hai tính kinh âm thì có hai hợp kinh dương. Tính kinh âm của phế nó liên quan đến hợp của kinh tam, tam tiểu. Thêm một hợp. Tính kinh âm của tâm bào nó thêm một hợp của tiểu trường. Ngoài hai huyệt hợp của tâm tiêu và tiểu trường ra thì kinh tâm tiêu và kinh tiểu trường cũng phải có hai hành, hỏa và kim. Rõ chưa? Rồi. Khi nói đến thông kinh thì thổ thử không có vô, chúng ta không sử dụng ở đây mà chúng ta sử dụng bằng quang, vị, thận và can. Được chưa? Đây là thông kinh, âm thông với dương và dương thông với âm. Rồi, chúng ta chọn kỳ kinh bắt mạch thì ở tại phế chúng ta có lực huyết, ở tại tam tiêu chúng ta có ngoại quan, ở tại tâm bào chúng ta có nội quan, ở tại tâm đởm không có, ở đây chúng ta không có chọn kinh đờm, đúng không ạ? Nó không phải là thông kinh. Ở đây chúng ta có kinh tiểu trường là hậu khê, kỳ kinh, xong rồi. Tâm tiêu có ngoại quan. Đây là thủ châm, hai bộ, hỏa và kim. Chúng ta qua túc châm. Túc châm thì chúng ta chọn bàng quang và vị làm chủ kinh. Ở bàng quang và vị chúng ta có tĩnh, vinh, du, kinh, nguyên và kinh. Hai kinh này làm chủ kinh thì bốn kinh còn lại đều có mang cái hành của nó chính là hỏa và kim. Hỏa huyệt của kinh tỳ tên gì? Âm Lăng Tuyền. Kim huyệt của kinh tỳ ảnh mặt. Khi sử dụng tĩnh kim huyệt của kinh tỳ thì chúng ta đó chính là huyệt tĩnh của kinh âm á, chúng ta sẽ có huyệt hợp của kinh đờm. Ở trên kinh can, hỏa huyệt của kinh can là huyệt tĩnh, hỏa huyệt kinh can là huyệt tĩnh thì nó sẽ liên quan đến huyệt hợp quỷ trung ở kinh bàng quang. Thật ra ở trong túc châm quý vị cũng sẽ có hai tĩnh của kinh âm với hai huyệt hợp của kinh dương, huyệt hợp ở tại kinh bàng quang và huyệt hợp ở tại kinh đờm. Được chưa? Đến đây túc châm thì chúng ta sẽ có thông kinh thì thủy hỏa thổ thử không có du huyệt và không có kinh âm ở
tại kinh tâm và không có kinh tâm, không có kinh dương ở tại kinh đại trường đối với tỷ, đúng không ạ? Thì chúng ta có âm là tâm bà, âm là phế, dương là tâm tiêu và dương là tiểu trường. Kỳ kinh bắt mạch thì chúng ta có phế là lịch khuyết, chúng ta có tâm bào là nội quan, chúng ta có ngoại quan là tâm tiêu và chúng ta có tiểu trường là hậu khệ. Thì đến đây là phần túc châm. Về phần âm châm cũng tương tự như vậy, chúng ta có tâm bào và phế là hai kinh âm. Chúng ta sẽ lấy tĩnh, vinh, du, kinh hợp. Bốn kinh còn lại là tâm, thận, can và tỳ. Chúng ta sẽ có hai hành, đó là kim và hỏa, đúng không? Kim hỏa. Vô về không có ở tại hai chủ kinh này, nó chính là thổ thử. Không có chủ kinh vô, đúng không? Chúng ta lưu ý cái phần âm châm này. Lưu ý kỹ phần âm châm ở đây này. Chúng ta kinh âm, chúng ta có tính kinh âm thì nó có việc hợp, tức là kinh tâm tiêu, đúng không? Rồi chưa? Tính của kinh tâm bà, tức là nó có việc tập ở trên kinh tiểu trường, đúng chưa? Ở trên kinh tỳ, vừa rồi túc châm chúng ta thấy ở trên kinh tỳ thì tính của kinh tỳ hành gì? Kim. Hành kim. Như vậy có việc kim này. Ở đây chúng ta thấy có huyệt tĩnh xuất hiện. Tĩnh của kinh tỳ là tĩnh của kinh âm. Chúng ta có thêm một huyệt hợp ở trên kinh đởm nữa. Hợp của đởm. Chúng ta thấy ở trên kinh can, tĩnh huyệt của kinh can hành gì? Hành hỏa. Tức là tĩnh kinh âm nó sẽ đi với kinh huyệt hợp của kinh bằng quan. Về phần túc châm chúng ta có 4 huyệt tĩnh kinh âm. Trong phần túc châm chúng ta có 4 huyệt tĩnh kinh âm, nhớ nha. Huyệt tĩnh của phế, huyệt tĩnh của tâm bào, huyệt tĩnh của kinh tỳ và huyệt tĩnh của kinh can. Chúng ta có 4 hợp huyệt, 4 hợp huyệt của kinh bằng quang, hợp huyệt của kinh tiểu trường. Huyệt hợp của kinh bằng quang là do tĩnh kinh can dẫn ra, huyệt hợp của kinh tiểu trường tức là do tĩnh của tâm bào dẫn tới, huyệt hợp của kinh đởm là do tĩnh của kinh tỳ đưa tới nha. Rồi huyệt hợp của kinh tâm tiêu là do tĩnh của kinh phế dẫn tới. Thì như vậy trong phần âm châm chúng ta có 4 tĩnh huyệt kinh âm và có 4 huyệt hợp của kinh dương. Rồi bây giờ chúng ta qua đến phần dương châm. Dương châm ở đây thì chúng ta thấy không có huyệt hợp của kinh dương, mà bằng quang chúng ta có tĩnh, vinh, du, nguyên và kinh. Tĩnh, vinh, du, nguyên và kinh. Xong chưa quý vị? Thì 4 kinh còn lại chúng ta sẽ có 2 hành hỏa và kim. Huyệt hỏa của kinh tâm tiêu là huyệt tên gì? Huyệt tĩnh, đây là huyệt quan xung. Nha, kim huyệt của kinh tâm tiêu là huyệt du, trung chữ. Kể lâu lâu thỉnh thoảng hỏi bài cái cũng thuộc bài lắm. Nào, bây giờ chúng ta nói đến thông kinh của cái nào có du, chính là phế, là tâm bào, là can và thận, đúng không? Hai cái không có du tức là thổ thử, chúng ta không chọn tới huyệt kinh âm. Nào, bây giờ đến đây là coi như chúng ta xong cái phần kim và hỏa ha. Chúng ta đi tiếp cho nó xong cái phần kim và thử đi quý vị, cho nó chọn hai bộ kim mộc ngày hôm nay, đúng không? Chọn bộ kim ngày hôm nay tức là nói đến phần bộ kim làm chủ nha. Chị hỏi gì? Kỳ kinh quá rồi thì coi như là ôn lại thôi. Kinh dương thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có
À, vừa rồi dương châm tức là kinh bàng quang không có nè, kinh vị không có nè, nha, chỉ có kinh tâm tiêu có huyệt ngoại quan, kinh tiểu trường có huyệt hậu khe, vậy thôi. Nào bây giờ chúng ta nói đến hai bộ, bộ kim và bộ thử. Học nhiều quá phải không? Còn có phần chót đó thôi mà, năn nỉ mà. Kim thử này, kim mọc chưa đó này. Cái gì? Kim mọc ngay từ lúc ban đầu chúng ta đã học rồi. Khổ quá, học nhiều quá quên hết. Sáng ngày hôm nay chúng ta nói đến bệnh ho, thì chúng ta nói đến chọn bộ kim cho nó lành. Kim mọc lâu rồi, ngay từ lúc ban đầu là tôi đã ổn định kim mọc rồi, thủy hỏa thổ thử rồi, là cái hành khắc đã ổn định rồi. Bây giờ còn muốn học lại không? Dạ. À, dạ vậy. Dạ. Nào, bây giờ chúng ta nói đến thủ châm thì gồm có phế, nha, tâm, rồi đến tâm bào, đại trường, tâm tiêu và tiểu trường. Đây là chúng ta nói đến kim thử, tức là xong cái chọn bộ của bộ kim, đúng chưa? Mộc thì chúng ta đã xong lâu rồi. Nào bây giờ chúng ta nói đến thủ châm. Túc châm thì hai bộ này gồm có bàng quang, đởm, vị. Bên này chúng ta có tỳ, can và thận. Nào chúng ta đến âm châm thì gồm có phế, tâm, tâm bào, tỳ, can, thận. Nha. Về phần dương châm chúng ta có bàng quang, đởm, chúng ta có vị, chúng ta có đại trường, tâm tiêu và tiểu trường. Chúng ta nói đến thủ châm trước. Thủ châm ở hai bộ kim và thử. Khi nào quý vị sử dụng kim thử, chúng ta có 7 trường hợp căn bản. Hai bộ này mặc đi rất là lớn nỗ lực so với 4 bộ còn lại vô lực, vân vân và vân vân. Hoặc là bộ kim rất là mạnh mà bộ thử rất là yếu, quý vị, các bộ kia thì đều đi bình thường nha, thì quý vị ổn định giữa kim và thử. Hoặc là mặt đi đại nó thuộc về kim, mặt đi sát tức là thuộc về thử. Hai khí đó, mặt đi đại và sát nha, thì quý vị ổn định hai khí kim và thử là quý vị sử dụng hai bộ này. Nào bây giờ chúng ta nói đến tĩnh và kinh kim, kinh phế và kinh tâm, tức là gồm có tĩnh, vinh, du, kinh, hợp. Chúng ta có tâm bào, đại trường, tam tiêu và tiểu trường châm hai hành, hành đó là hành kim và thử. Kim và thử của hai của mấy kinh này thì chúng ta sẽ xét du huyệt của nó gồm có cái nào. Kim đi với mộc, như vậy là mộc có du. Rồi thử đi với thổ, như vậy thử thổ có du. Trong trường hợp này thủy hỏa không có du, rõ chưa? Rồi tấn kinh âm, tấn của kinh phế đi với huyệt thật của kinh tâm, tâm tiêu. Tấn kinh tâm đi với huyệt thật của kinh đại, đại trường. Như vậy là chúng ta thấy kim và thử của kinh tâm bồ đà không phải là huyệt nằm ở trong du huyệt. Kim huyệt của kinh tâm bồ đà tên gì? Tức là huyệt nô, huyệt vinh, là cùng là vinh huyệt, không phải du huyệt nha. Rồi thử huyệt của kinh tâm bồ đà là huyệt kinh giam danh sử. Chúng ta thấy ở trên kinh tiểu trường, kim huyệt của kinh tiểu trường là huyệt kinh dương cốc, thử huyệt của kinh tiểu trường là huyệt tấn, đúng chưa? Không có du huyệt. Như vậy là hai cái này không có du huyệt. Chúng ta có hai tấn kinh âm đi với hợp kinh dương. Nếu thông kinh thì chúng ta chọn cái kinh nào có du, tức là
Phế đi với bàng quang, tâm đi với đởm, tác tiêu đi với can, và đại trường đi với tỳ. Kỳ kia bắt mặt thì nó sẽ có công tôn, phải không ạ? Rồi ngoại quang, phải không ạ? Rồi liệt khuyết, phải không ạ? Rồi đến ăn túc lâm khắp là có bốn huyệt kỳ kinh, đúng chưa? Bây giờ chúng ta qua đến túc châm. Túc châm thì chúng ta lấy bàng quang và đởm, chúng ta sẽ chọn tỉnh tinh du nguyên và kinh. Rõ chưa? Tỉnh tinh du nguyên và kinh ở đây chúng ta còn lại bốn kinh kia. Bốn kinh kia thì nó sẽ mang cái hành là kim và thử. Chúng ta thấy tương tự như vậy, thủy hỏa không có dung, không à? Bốn kinh này tức là vị tỳ can và thận, chúng ta xét xem là cái nào là tĩnh kinh âm nhé. Thì kinh can tĩnh của nó hành hỏa không có, đúng, bởi vì chúng ta chỉ lấy hành thử và hành kim thôi. Coi chừng quý vị nhầm lẫn qua cái bộ hỏa và kim vừa rồi mới học. Kim huyệt của kinh can hành gì? À, là huyệt tên gì? Du huyệt. Thử huyệt của kinh can là huyệt học. Thúc tuyệt, huyệt học. Thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem. Ở trên kinh thận, thử huyệt của kinh thận là huyệt tĩnh. Nha. Tĩnh huyệt của kinh thận nó đi với huyệt học. Túc tâm lý, hợp quý vị, đúng chưa? Tĩnh của kinh tỳ hành gì? Hành kim. Như vậy là chúng ta có huyệt kim, huyệt của kinh tỳ chính là huyệt tĩnh. Tĩnh của kinh tỳ nó sẽ đi cho với huyệt dương lăng huyệt. Như vậy là phần túc châm chúng ta có hai tĩnh huyệt kinh tâm ở tại kinh thận và ở tại kinh tỳ, tức là huyệt ẩn bạch và huyệt dương huyệt. Hiểu chỗ này chưa? Thì đến đây khi chúng ta qua đến phần âm châm thì chúng ta cũng sẽ có bốn tĩnh huyệt kinh âm. Chúng ta coi nha. Vừa rồi là do túc châm dẫn ra chúng ta có tĩnh của kinh thận, đúng không? Vừa rồi do phần túc châm đưa qua thì chúng ta có tĩnh của kinh tỳ, đúng không? Thấy chưa? Thì ở đây chúng ta lấy phế và tâm làm chủ kinh, thì như vậy chúng ta có tĩnh kinh âm của kinh phế. Tĩnh vinh du kinh học. Tĩnh vinh du kinh học. Như vậy là chúng ta có hợp của kinh tam tiêu và hợp của kinh đại trường. Chúng ta có bốn huyệt hợp và bốn tĩnh kinh âm. Tĩnh kinh âm của phế, tĩnh kinh âm của tâm, tĩnh kinh âm của kinh tỳ và tĩnh kinh âm của kinh thận. Chúng ta có bốn huyệt hợp là túc trì, là túc tâm lý, là dương lăng tuyền và thiên tĩnh. Đến đây thì quý vị thấy là khúc trì đi với túc tâm lý đó. Sao cơ? À, tức là thủy hỏa không có du huyệt. Không có du huyệt. Thông kinh chúng ta chọn bằng quang, chọn đởm, chọn gì nữa? Chọn đại trường và chọn tam tiêu là thông kinh. Nhá, kỳ kinh bắt mạch thì chúng ta có kinh tỳ là công tôn, chúng ta có kinh ngoại quan thuộc tâm tiêu, chúng ta có túc lâm khắp thuộc đởm, và chúng ta có liệt khuyết thuộc phế. Thì đây chính là phần âm châm mà hai bộ kim và thử. Chúng ta qua đến phần dương châm. Về phần dương châm chúng ta có bàng quang và đởm là chủ kinh, chúng ta có tĩnh vinh du nguyên và kinh. Bốn kinh còn lại chúng ta có hai hàng kim và thử. Rồi, kim và thử là hai hàng, nó thuộc về hai chủ kinh kim thử nha. Nếu thông kinh
thì chúng ta biết là thủy hỏa không có du huyệt, thì thông kinh nó sẽ có kinh kinh tỳ ở đây, kinh can ở đây, kinh khóe ở đây và kinh tâm ở đây. Không ạ, à, kỳ kinh bắt mạch chúng ta thấy có đợm, có túc lâm khóc, phế có liệt khuyết, kinh tâm tiêu có ngoại quan và kinh tỳ có công tôn. Đến đây coi như chúng ta xong cái phần của bộ kim. Nó gồm có kim mộc hai bộ. Nha. Rồi thổ kim hai bộ, rồi kim thủy hai bộ, rồi hỏa kim và kim thủy. Khó không? Học thuộc bài đâu có khó đâu, chẳng qua quên mà thôi. Nào, bây giờ không ai có gì thắc mắc thì chúng ta ngừng ở đây. Có gì thắc mắc không? Bên đây học hơi dài chút phải không? Kỳ tới chúng ta nghỉ, chúng ta có buổi lễ, ngày lễ July 4 nha. Chúng ta ngừng một tuần, tuần sau nữa chúng ta gặp nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bài ngày hôm nay. Xin chúc sức khỏe quý vị. À, kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta dán huyệt thực tập, mà lấy bộ kim làm chính. Thì khởi đầu chúng ta sử dụng thổ và kim là hai bộ căn bản để ổn định cho cái phần mà mặt ở tại thổ và kim. Thì chúng ta đã biết nó có 7 thể mặt căn bản, thổ kim hữu lực nó có 3 phần, thổ kim vô lực nó có 3 phần, tiếp theo là thổ lực và kim vô lực, cũng như ngược lại. Nào bây giờ chúng ta sử dụng thổ và kim nha quý vị. Nào bây giờ cái phần bên ngoài này thuộc dương, phần bên trong này là thuộc âm nha. Thì thủ châm tức là chúng ta có thổ, tức là sẽ là kinh đại trường làm chủ kinh. Thì chúng ta có kinh, kế đến là vinh, kế đến là vô, tiếp theo là nguyên và kế đến là huyệt kinh. Thì đây là quý vị thấy đây là bộ thổ nha. Bây giờ chúng ta qua đến bộ kim thủ châm, thì chúng ta sẽ có tấn của phế. Thì tấn của kinh âm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương. Rồi, tiếp theo bộ kim tức là kinh phế đó, chúng ta sẽ đi tấn vinh vô kinh và huyệt hợp. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thấy chúng ta còn 4 kinh còn lại, tức là kinh tâm bào, kinh tâm tiêu và kinh tiểu trường. 4 kinh còn lại này chúng ta sẽ châm hai hành thổ và kim nha. Rồi bây giờ chúng ta đi kinh âm trước. Thì kinh tâm bào chúng ta có huyệt thổ, chúng ta sẽ gặp tận kinh âm, nó sẽ đi đến huyệt hợp của kinh dương đó. Thổ rồi đến kim nha. Rồi ở trên kinh tâm thì chúng ta có huyệt thổ kim như sau. Kinh tâm nó thuộc tĩnh mộc nha, mộc hỏa thổ, như vậy là có huyệt vô, kế đến là có huyệt kinh là kim. Rồi phần kinh âm hai kinh xong, bây giờ chúng ta qua đến phần của kinh dương, tức là tiểu trường và tam tiêu nha. Tam tiêu thì chúng ta có tĩnh là hỏa, thổ là vinh, kim chính là huyệt vô. Rồi ở trên kinh tiểu trường chúng ta có tấn là thử, là thử mộc hỏa thổ kim, tức là hai huyệt nguyên và kinh đó. Thì quý vị đã biết là chúng ta có 4 kinh có du, nó bao gồm kinh phế là thuộc kim nhé, mộc là kinh tam tiêu nhé nha, rồi kinh tâm chính là huyệt du nhé, và kinh tâm thuộc thử nhé, thì kinh đại trường là có du huyệt, tức là 4 kinh có du, 2 kinh không có du, đó chính là kinh tâm bào thuộc hỏa và kinh tiêu trường thuộc thủy, không có du, thủy hỏa không có du nha. Thì đây là thủ châm.
Rồi bây giờ chúng ta xét xem kỳ kinh bát mạch thì cái nào có du chúng ta lôi ra kỳ kinh. Như vậy là kinh phế có huyệt du, tức là chúng ta có huyệt liệt huyết. Rồi kinh tâm bào không có du, kinh tâm có du nhưng không có kỳ kinh. Rồi kinh tam tiêu chúng ta thấy có huyệt du, thì như vậy huyệt ngoại quan là huyệt kỳ kinh. Thì đây là thủ châm mà hai bộ thổ kim. Bây giờ chúng ta qua đến túc châm hai bộ thổ kim nha. Đó. Bây giờ túc châm thì thổ chính là kinh tỳ. Chúng ta sẽ có huyệt tĩnh. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có huyệt tĩnh của kinh tỳ. Tĩnh kinh âm nó sẽ đi với huyệt hợp kinh dương, tức là huyệt dương lạc tuyệt. Tiếp theo, chúng ta có vinh. Kế đến có du. Kế đến là huyệt kinh và huyệt hợp âm lăng tuyệt. Nào, ở đây là thổ, chúng ta có kim, tức là kinh bằng quang nha. Kim bằng quang thì chúng ta sẽ có tĩnh. Kế đến là vân. Kế đến là du. Kế đến là nguyên. Và chót là huyệt kinh côn lôn. Nào, bây giờ chúng ta bốn kinh còn lại bao gồm có dương là đởm, vị, âm là thận và can. Bốn kinh này chúng ta sẽ chọn hai huyệt thổ và kim nha. Nào bây giờ chúng ta đến kinh đởm trước. Kinh đởm là mộc, hỏa, thổ và kim, chính là huyệt nguyên. Nào bây giờ chúng ta đến kinh vị. Kinh vị tĩnh của nó chính là huyệt thổ. Vinh chính là huyệt kim. Rồi bây giờ chúng ta nói đến kinh thận. Kinh thận thì tĩnh là thử, mộc, hỏa, thổ, chính là huyệt phục lưu, là kinh kim, chính là huyệt âm thoát. Kinh can nha, thì tĩnh của nó là hỏa, vinh của nó là thổ. Không thể được. Yes. Rồi, du của nó chính là huyệt kim. Rồi, kỳ kinh bát mạch thì chúng ta lấy chiếu hải và thanh mạch. Nào, bây giờ chúng ta rà xét lại thì chúng ta sẽ thấy hai kinh không có du chính là thủy hỏa, tức là kinh vị không có du và kinh thận không có du. Bốn kinh còn lại chính là kim mộc, tức là bàng quang và can, nha thổ thử, tức là túc lâm khắp và kinh tỳ. Thì chúng ta thấy kỳ kinh bát mạch ở trên kinh tỳ chúng ta sẽ có du, chúng ta thêm huyệt không tôn. Thì đến đây là coi như là chúng ta xong cái phần túc châm mà liên quan đến thổ kim. Bây giờ chúng ta rà sát lại thì chúng ta có dương châm và âm châm nha. Thì dương châm và âm châm đó nó chính là thổ và kim, hai bộ chủ kinh thổ kim, phải không ạ? Thì nếu như đây là nó ổn định thủ châm túc châm, nó sẽ dẫn ra là dương châm và âm châm. Thì kính thưa quý vị, nếu như quý vị có gì thắc mắc thì xin cứ trực tiếp email cho tôi tao_5@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp mà lấy bộ kim làm trụ nha. Thì chúng ta sẽ sử dụng kim và thủy kỳ này. Thì nó cũng đi vào cái thể bảy thể căn bản là kim và thủy hữu lực. Nó có 3 nét, và kim và thủy vô lực nó cũng 3 nét. Đồng thời kim hữu lực, thủy vô lực, hoặc là kim vô lực, thủy hữu lực, vân vân. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào kim thủy, thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm mà lấy kim và thủy. Chúng ta đi thủ châm trước nha. Rồi bây giờ chúng ta thấy kim tức là kinh phế nha. Thì chúng ta có tĩnh của kinh âm đi với huyệt hợp của kinh dương. Nào bây giờ chúng ta đi tiếp kinh phế tức là thuộc kim. Chúng ta đi vinh, du, kinh và huyệt hợp. Nào bây giờ chúng ta đi kim thủy.
Thì vừa rồi là bộ kim, bây giờ chúng ta qua bộ thủy, tức là chúng ta sẽ có tiểu trường, tỉnh, tiếp theo là vinh, tiếp theo nữa là vô, tiếp theo nữa là kinh, nguyên và kinh. Nào, bây giờ chúng ta còn lại bốn bộ đó là tâm tiêu, đại trường, tâm bào và tâm. Bốn bộ này chúng ta sử dụng hai hành, kim và thủy. Nha, bây giờ kinh tâm bào trước, kim huyệt của nó là vinh, thủy huyệt của nó là đại lăng. Rồi, ở trên kinh tâm, kim huyệt của nó là huyệt kinh, thủy huyệt của nó là huyệt hợp. Nào, bây giờ chúng ta có ở trên kinh tâm tiêu nha, thì huyệt kim của nó chính là huyệt nguyên, à huyệt thủy nha, huyệt nguyên của nó chính là huyệt du, tức là chúng ta có du và nguyên kim thủy. Nào, kinh tinh đại trường thì kim thủy của nó tỉnh là kim nha, thủy của nó là huyệt vinh. Nào, bây giờ chúng ta xét kỳ kinh bát mạch nha. Kỳ kinh bát mạch thì cái nào có du chính là chúng ta sẽ chọn, tức là kinh tâm tiêu có du thì ngoại quan là huyệt hội của kỳ kinh. Kinh phế chúng ta có du, tức là chúng ta có lịch khuyết. Rồi kinh tâm bào có du, chúng ta sẽ chọn ngoại quan. Đó, thì đây thưa quý vị chính là bộ thủ châm mà thổ kim đi với thủy. Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp qua phần túc châm kim thủy nha. Kim chính là kinh bằng quang. Chúng ta sẽ có tỉnh, kế đến là vinh, kế nữa là du, kế nữa là nguyên, và chót là huyệt kinh. Rồi, bộ kim như vậy chúng ta xong. Bây giờ chúng ta qua bộ thủy. Thủy tức là chúng ta sẽ chọn kinh tận, thì chúng ta sẽ có tỉnh của kinh âm nha, sẽ đi với huyệt hợp dương túc tâm lý. Tiếp theo là chúng ta có huyệt vinh của kinh thận. Tiếp theo chúng ta sẽ có huyệt du, huyệt kinh và huyệt hợp âm cấp. Nào, bây giờ bốn kinh còn lại chúng ta sẽ có dương, chúng ta có đẩm và vị nha, thì chúng ta sẽ chọn hai hành kim thủy. Rồi bây giờ trên kinh đẩm, kim huyệt của nó chính là huyệt nguyên, thủy huyệt của nó chính là huyệt kinh. Rồi ở trên kinh vị thì chúng ta có huyệt vinh và huyệt du. Đó, bây giờ hai kinh còn lại của kinh âm, chúng ta có kinh tỳ và kinh can nha, thì chúng ta sử dụng hai hành kim thủy. Kim của kinh tỳ chính là huyệt tỉnh, thì chúng ta sẽ có huyệt hợp dương lăng tuyền, tỉnh kinh âm. Kim rồi, bây giờ chúng ta đến thủy là huyệt vinh. Rồi bây giờ chúng ta qua kinh can, thì kim huyệt của nó chính là huyệt du, thủy huyệt của nó chính là huyệt kinh. Rồi chúng ta có kỳ kinh bát mạch thì chúng ta sẽ có huyệt chiếu hải và huyệt thần mạch. Thì quý vị lưu ý là ở dưới túc, nếu như quý vị thấy kỳ kinh bát mạch nó chỉ có bốn huyệt túc mà thôi, chính là chiếu hải, thần mạch, công tôn và túc lâm cấp. Ok, thì ở đây chúng ta thấy kinh tỳ không có du, thì kinh đẩm không có du, thì túc lâm khắp và công tôn không được xài đến nha. Thì bốn kinh còn lại tức là kim nha, kim mộc là có du, rồi thủy hỏa tức là kinh thận và kinh vị có du. Như vậy là coi những cái phần trước xong. Thì khi mà quý vị so sánh thì quý vị sẽ thấy thủ châm, túc châm nó cũng chính là âm châm và dương châm nha. Đây là phần dương châm, đây là phần âm châm. Thì thưa quý vị, cái bộ kim và bộ thủy, hai bộ đi cùng thì tôi đã trình bày xong. Thì nếu quý vị có gì thắc mắc thì xin cứ trực tiếp email cho tôi thảo@adyo.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta dùng bộ kim làm trụ
thì chúng ta sẽ đi tiếp phổ hòa với bộ kim. Thì chúng ta có 7 nét căn bản. À, hỏa và kim hữu lực nhất nó có 3 nét, hỏa và kim vô lực nhất nó có 3 nét, thêm vào hỏa hữu lực, kim vô lực, hoặc là hỏa vô lực, kim hữu lực nha. Đồng thời nó cũng nói lên cái nét là mặt đi phù dùng hỏa, mặt đi đại dùng kim. Nếu mà phù mà đại thì chúng ta dùng hai bộ kim hỏa để ổn định. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào phần huyệt đạo. Bây giờ chúng ta nói đến hỏa và kim. Thì kim chúng ta sẽ có kinh phế, tức là tỉnh, tỉnh kinh âm, thì đi với huyệt hợp kinh dương. Thế nào về tỉnh tỉnh? Nào, tiếp theo là chúng ta có vinh của phế, vô của phế, kinh của phế và hợp của phế. Rồi, bây giờ chúng ta vừa rồi chúng ta sử dụng kim, bây giờ chúng ta sử dụng hỏa. Hỏa thì chúng ta có huyệt trên kinh tâm bảo, tỉnh kinh âm thì chúng ta sẽ có huyệt hợp kinh dương, chính là huyệt thứ hai. Rồi, tỉnh, cái đến là vinh, cái đến là vô, cái đến là kinh và cái đến là huyệt hợp. Nào, bây giờ chúng ta thấy kim và hỏa đã sử dụng rồi, thì bây giờ chúng ta còn lại 4 kinh, 3 kinh dương và 1 kinh âm. Chúng ta sẽ sử dụng hai hành hỏa và kim nha. Rồi, bây giờ chúng ta thấy kinh tâm, hỏa huyệt của nó chính là huyệt vinh. Kim huyệt của nó chính là huyệt kinh. Rồi, bây giờ chúng ta qua đến 3 kinh dương. Thì kim huyệt của kinh đại trường và hỏa huyệt của kinh đại trường. Rồi, kinh tâm tiêu, hỏa huyệt của nó chính là huyệt tỉnh. Kim huyệt của nó chính là huyệt vô. Rồi kinh tiểu trường, hỏa huyệt của nó chính là huyệt vô. Kim huyệt của nó chính là huyệt kinh. Thì như quý vị đã biết là hỏa kim nó có nghĩa là thử và thổ không có vô nha. Thử và thổ tức là kinh đại trường và kinh tâm không có vô. Chúng ta có 4 kinh là tâm tiêu, tiểu trường có vô và phế và tâm bào có vô. Bây giờ nói đến kỳ kinh thì chúng ta thấy kinh tâm bào nha, kinh tâm bào chúng ta sử dụng nội quan, kinh phế chúng ta sử dụng liệt quyết đó. Rồi ở dương thì chúng ta có hậu khê rồi, thì chúng ta có kinh tâm tiêu, chúng ta có thêm ngoại quan. Nào, bây giờ chúng ta sử dụng phần túc châm. Về phần túc châm thì chúng ta có hỏa và kim nha, tức là hậu vị và kinh bằng quan, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta nói đến kim trước, thì chúng ta có tấn của bằng quan, kế đến là vinh bằng quan, rồi kế đến du của bằng quan, cái đến nguyên của bàn quang và chót là chúng ta có huyệt hợp, đạt huyệt kinh của kinh bàn quang. Rồi vậy, đó là kim. Bây giờ chúng ta hỏa, chúng ta có lấy kinh vị thì chúng ta có tỉnh của vị, vinh của vị, cái đến du của vị, nguyên của vị và huyệt kinh của vị. Nào, bây giờ chúng ta còn lại 4 kinh nha, 4 kinh còn lại thì chúng ta sẽ sử dụng hai hành, hành đó là hành hỏa và kim. Còn có kinh đợm thì hỏa huyệt là huyệt vinh, kim huyệt chính là huyệt vô. Kinh thận, kinh can, kinh tỳ bên này thì chúng ta cũng sử dụng hai hành hỏa và kim nha. Giờ kinh thận trước thì chúng ta thấy hỏa chính là huyệt vô, kim chính là huyệt hợp. Nào, ở trên kinh tỳ thì tỉnh của nó là kim. Khi tỉnh kinh âm thì chúng ta có huyệt hợp dương lân quyệt. Rồi, bây giờ hỏa huyệt nha, hỏa huyệt của kinh tỳ chính là huyệt âm lân quyệt.
Rồi, bây giờ chúng ta đến kinh kinh can, hỏa huyệt của nó chính là huyệt tĩnh. Rồi, khi tĩnh kinh tâm thì chúng ta sử dụng huyệt bụi trung, tức là huyệt hợp của kinh mạch. Rồi, kim huyệt của nó chính là huyệt dung. Thì như vậy chúng ta có kỳ kinh bắt mạch ở đây thì chúng ta sẽ có huyệt chiếu hải và huyệt thân mạch. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét xem là chúng ta tiếp ok. Nào, bây giờ chúng ta sẽ coi cái hình như chỗ này nó bị sai. Ok, kim huyệt. Ok, kim huyệt, kim huyệt. Ở đây là huyệt thổ, kim huyệt của nó chính là huyệt nguyệt. Huyệt nguyệt nha. Tôi nhầm chỗ này. Bởi vì sao? Bởi vì khi tôi nhận ra là kinh tỳ không có huyệt vô thì nó sẽ không có huyệt công tôn, thì tức là pháp sẽ không có. Thành ra chỉnh lại thì chúng ta sẽ có huyệt nguyên của kinh đởm nha, không có huyệt vô nha. Thì kinh bát mạch ta chỉ có chiếu hải và thân mạch mà thôi. Rồi, bây giờ quý vị sẽ thấy đây là dương châm, hệ dương châm, thủ châm, túc châm, nó dẫn ra nó chính là dương châm và âm châm. Thì vừa rồi là tôi trình bày giữa bộ hỏa và bộ kim. Thì nếu như có gì thắc mắc thì xin tôi trực tiếp liên hệ cho thầy Thảo @yahoo.com. Xin chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ tôi xin trình bày tiếp lấy bộ kim làm trụ. Thì chúng ta sẽ đi tiếp có bộ thử hỗ trợ. Thì đây là hai bộ kim và thử cùng phối hợp với nhau. Thì nó có 7 nét căn bản, tức là kim thử hữu lực nó sẽ đi vào 3 nét. Rồi kim thử vô lực nó cũng sẽ đi vào 3 nét. Rồi kế đến là kim hữu lực nhất, thử rất là yếu, hoặc là thử hữu lực nhất và kim rất là yếu. Và đồng thời nếu chúng ta xem mặt thì chúng ta thấy mặt nó đi đại, tức là kim nó đang lộng hành, mặt đi sát, tức là thử nó đang tấn công. Thì đại và sát, tức là kim và thử nó đang lộng hành. Là bây giờ chúng ta sử dụng hai bộ kim thử để ổn định nó. Thì chúng ta sẽ có 4 nét thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm. Là bây giờ chúng ta đi vào thủ châm trước kim thử. Cái đến khởi đầu chúng ta có bộ kim, tức là kinh phế. Chúng ta lấy tĩnh. Khi tĩnh của kinh âm thì chúng ta sẽ có huyệt hợp của kinh dương, tức là huyệt thiên hợp, kinh tĩnh. Nào, kế đến là tiếp theo chúng ta có vinh. Kế đến chúng ta có huyệt kinh và chúng ta sẽ có huyệt hợp. Rồi tiếp theo chúng ta kim đi với thử thì kinh thử, tức là kinh tâm. Chúng ta sẽ có tĩnh của kinh tâm. Tĩnh kinh tâm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương, tức là trên. Tiếp theo nữa là chúng ta có huyệt vinh, có huyệt du, có huyệt kinh và chúng ta sẽ có huyệt hợp. Bây giờ chúng ta nói đến 4 kinh còn lại, tức là tâm bào, 1 của kinh âm và 3 của kinh dương, tiểu trường, tam tiêu và đại trường. Thì 4 kinh này chúng ta sẽ sử dụng hai hành kim và thử nha. Trên kinh tâm bào thì kim huyệt của nó chính là huyệt lao cung, thử huyệt của nó chính là huyệt danh sử. Nào, bây giờ chúng ta đi tiếp qua 3 kinh dương. Thì kim và thử ở trên kinh tiểu trường, thử chính là huyệt tĩnh, kim chính là huyệt kinh. Rồi, kinh tâm tiêu thì kim chính là huyệt du, thử chính là huyệt kinh. Nào, trên kinh đại trường, kim là huyệt tĩnh, thử là huyệt du. Thì bây giờ quý vị so sánh, thì quý vị sẽ thấy nó có hai kinh không có du huyệt, nó chính là thủy hỏa. Không à? Chính là kinh tiểu trường và chính kinh đại trường, không có du huyệt. 4 kinh còn lại tức là kim mộc, tức là tâm tiêu và phế nha. Rồi thử thổ, tức là kinh tâm tiêu và kinh đại trường và kinh tâm nha. Thì đây là thủ châm.
kim thử. Bây giờ chúng ta nói đến kim thử ở thuốc châm. Thì kim tức là kinh bằng qua nha, tức là chúng ta có tỉnh. Kỳ kinh bắt mặt ở thủ trước nha, quên. Kỳ kinh bắt mặt ở thủ trước, tức là chúng ta có kinh phế, chúng ta có vô huyệt. Ở trên kinh tương bào không có. Rồi, bây giờ trên kinh tâm tiêu, chúng ta có huyệt vô, như vậy chúng ta có thêm ngoại quan. Rồi, như vậy là xong kỳ kinh bắt mặt ở thủ. Nào bây giờ chúng ta qua, tiếp theo chúng ta vật kim, tức là đến huyệt vinh. Rồi đến huyệt vô. Rồi đến huyệt nguyên. Cái đến là huyệt kinh. Ok, thử chúng ta sẽ có kinh đợm, thì chúng ta sẽ có tỉnh, vinh, vô, nguyên và huyệt kinh. Bốn kinh còn lại tức là kinh vị và ba kinh âm. Kinh vị và ba kinh âm đó chúng ta sẽ sử dụng ngay hành kim và thử nha. Ok, kinh vị kim của nó là vinh, thử của nó là nguyên. Rồi, ở trên kinh thận thì chúng ta thấy thử chính là huyệt tỉnh của kinh âm. Khi sử dụng tỉnh kinh âm thì chúng ta sử dụng hợp, tức là tục tâm lý. Rồi, thử rồi nha, thì chúng ta sẽ có huyệt kim. Kim huyệt chính là huyệt hợp âm công. Rồi bây giờ chúng ta qua đến kinh tỳ. Kinh tỳ thì kim huyệt của nó chính là huyệt tỉnh. Khi sử dụng tỉnh kinh âm thì chúng ta sẽ có huyệt dương lân tuyền, hợp kinh dương. Kim thử, thử chính là huyệt vô. Rồi bây giờ chúng ta qua kinh can, thì kim huyệt của kinh can chính là huyệt vô nha. Thử huyệt của kinh can chính là huyệt hợp. Thì kỳ kinh bát mạch chúng ta có chiếu hại thân mạch nha. Nào bây giờ kỳ kinh bát mạch ở túc, ngoài huyệt chiếu hại thân mạch ra thì chúng ta có túc lâm khắp, và chúng ta sẽ có do huyệt du thái bạch chúng ta dẫn đến công tôn. Thì như thế chúng ta thấy, chúng ta ra lại thì chúng ta thấy thủy hỏa không có du nha, tức là kinh vị không có huyệt du và kinh thận sẽ không có huyệt du. Kinh tỳ và kinh can có du huyệt, kinh đợm và kinh bằng quang có du huyệt nha. Thì khi mà kết hợp như vậy thì chúng ta sẽ có dương châm và âm châm. Xét về phần âm châm, chúng ta có bốn cái huyệt tĩnh và bốn cái huyệt hợp. Bốn cái huyệt tĩnh của âm châm gồm có tĩnh của kinh phế, tĩnh của kinh tâm nha, tĩnh của kinh tỳ và tĩnh của kinh thận. Thì nó sẽ dẫn qua bốn huyệt hợp, tức là huyệt khúc trì nha, huyệt thiên tĩnh, huyệt túc tâm lý và huyệt dương lân tuyền nha. Thì vừa rồi tôi trình bày xong hai bộ kim và thử. Thì nếu có gì thắc mắc thì xin cứ trực tiếp email cho tôi, thảo underscore đặng năng@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.